chia sẻ giùm con nha. Nếu cô bấm nút chia sẻ giùm con, hôm nay con sẽ lên được xả đồ nha mấy cô ơi, xả xích bộ. Hello mấy cô, hôm nay sẽ xả xích bộ nha, xả xích bộ. Tím nha mấy cô ơi, áo len tím 65 đến 90 kg là vừa nha mấy cô ơi, 95 kg nha mấy cô, 90.000 một cái áo len tím nha mấy cô, áo len tím 90.000 nha mấy cô ơi, 95 kg trở xuống là mặc vừa nha mấy cô, có 10 đến 90 kg trong hai. Đây mấy cô, 65 đến 90 kg, áo đen cờ Mỹ nha mấy cô, 120.000, 120.000 áo đen cờ Mỹ đó, vải rất là đẹp nha mấy cô, vải nó nhẹ nhàng á đó, co giãn đó nha mấy cô, quá trời đẹp, 120.000 áo thun cờ Mỹ nha mấy cô, loan cam dưới 90 kg, áo loan cam nha mấy cô, áo loan cam này 90.000 dưới 95 kg nha mấy cô, đây quá trời xinh loan cam, cô nào chốt loan cam thì comment giùm con nha, rất là dễ thương, 90.000 dưới 95 kg nha mấy cô. Này còn một cái, còn một cái áo Gucci nha mấy cô, áo Gucci này là màu hồng phấn. Mấy cô bấm nút chia sẻ giùm con nha mấy cô ơi. Đây, màu hồng phấn, áo Gucci hồng phấn, 120.000 nha mấy cô. Vải co giãn lắm. Đó. Quá trời đẹp. 120.000 áo hồng phấn nha mấy cô. Cô nào lấy thì chốt giùm con. Tiếng nhỏ hả? Dạ. Là lên gì đó. Mà con này mà size lớn lắm, con này size 75 đến 100 kg. Áo len dệt nha mấy cô ơi, áo len dệt 65 đến 100 kg nha mấy cô. Mấy cô ơi bấm chia sẻ giùm đi mấy cô. Mấy cô bấm nút chia sẻ giùm con nha. Đây, quá trời đẹp luôn. Cái này chị nào 100 kg mà cũng vừa nè. Áo 120 nha mấy cô ơi. Đó, vải rất là mềm nha. Áo len dệt, cô nào lấy áo len dệt thì comment giùm con nha. Đó, 120.000 áo len dệt. Vải co giãn lắm nha mấy cô. 100 kg rồi. 100 kg mà cũng vừa nha mấy cô ơi. Bị xanh 120. Hello cô Kỳ Dung. Dạ mấy cô. Áo thun nha mấy cô. Áo thun LV, áo thun LV này đó, xanh ngọc nha mấy cô, áo yêu vì xanh ngọc đó, rất là dễ thương, 120.000 áo xanh ngọc, dưới 95 kg là vừa nha mấy cô, phải co giãn nha mấy cô ơi, cô nào lấy thì chốt giùm con nha. Đây mẫu áo cà phê nha mấy cô, áo màu cà phê đó, 120.000 áo này luôn, dưới 95 kg là vừa mấy cô. Cô nào lấy thì chốt giùm con nha. Có màu đẹp. Áo LV vàng, áo LV vàng nè mấy cô, áo LV vàng 120.000 luôn. Đó. Có nhiều màu, nhiều mẫu lắm nha mấy cô. Trời, cánh sen. Màu hồng cánh sen nè mấy cô. Màu hồng cánh sen. Không nghe gì hết. Con nói to lắm, cô
Con đường mới đi mở bên đó con thử sáng nghe gì đâu. Đợi em chút chị Thành Dung. Áo hồng cánh sen nha mấy cô ơi. Nghe. Mở luôn rồi đó thử anh. Có nghe. Bị mở lớn anh hết rồi. Một áo cà phê nha. Dạ cô Nguyên Thảo. Dạ. Áo cà phê của cô Nguyên Thảo. Chị nghe rõ nha, ok, cảm ơn dạ. Thảo nha, cảm ơn bé Bùi Phương Thảo. Áo hồng cánh sen nha mấy cô. Bé áo hồng cánh sen là dễ thương nha mấy cô. Màu đẹp lắm nha mấy cô ơi. Đó, 120.000. Áo hồng cánh sen, cô nào lấy thì comment giùm con. Màu rất là đẹp. Chị Nguyên Thảo lấy áo cờ Mỹ nè. Áo trắng cờ Mỹ nè. Áo trắng cờ Mỹ nha mấy cô ơi. Áo trắng cờ Mỹ, đây, quá trời đẹp luôn. 120.000 áo trắng cờ Mỹ nha mấy cô. Đó, vải co giãn nhẹ nhàng lắm nha mấy cô. Xanh đen, xanh đen áo nai. Cái này dưới 100kg mấy chị, dưới 100kg nghe còn ok. Áo xanh đen nha mấy cô ơi. Áo xanh đen này vải co giãn đẹp lắm nha. Không rộng, xanh đen này nó có hai màu, xanh đen và cà phê sữa. Có cà phê sữa, nai cà phê sữa như là mấy cô ơi. Đó, 120.000 một áo nha mấy cô. Cái này là ở đằng sau nè mấy cô. Đó, rất là dễ thương. Cô nào lấy cà phê sữa thì comment giùm con nha. 120.000. Trắng của Nguyên Thảo luôn. Trắng của Nguyên Thảo luôn. Trắng 120 của chế Nguyên Thảo. Trời, cái trắng này mà mặc cái trắng này chị Thảo mặc quần sọt đẹp lắm. Nguyên Thảo 120 nè. Chị Nguyên Thảo có lấy cái trắng này nữa không? Em còn một cái trắng mã số 2 nè. Cái trắng mã số 2, chị Thảo có lấy cái trắng mã số 2 không? Trắng mã số 2 nha mấy cô ơi. Đó. Cái này cái hình khác áo trắng kia nha mấy cô. Đây, 120.000 vải hơi giãn, nhẹ nhàng lắm. 120.000 áo trắng. Cái này mặc cái sọt đẹp lắm chứ không? Trắng số 2. Con này mặc cái sọt là hơi bị đẹp nha. Này, con này nó có màu đen nữa, con này mặc cái sọt nó đẹp. À, màu gì đây? Màu đen màu đi đẹp lắm nè. Áo màu hồng nha mấy cô ơi. Bấm giúp áo hồng Gucci nha mấy cô. Áo hồng Gucci. Đó, rất là dễ thương. 120.000 áo hồng Gucci nha mấy cô. Dưới 95kg là 10 nha mấy cô. 120.000. Quá trời đẹp. Mấy cô bấm nút chia sẻ giùm con nha mấy cô. Trắng chi lan nè con, bên hai thì trắng chi lan. Đây nữa ha. Mình bật dưới mở cửa trước mặt mình con, đưa bật lên nè. Áo trắng phi la nha mấy cô ơi. Áo trắng phi la nha. Áo trắng phi la này 120 nha mấy cô. Bây giờ ra ngồi kia lấy cái bộ xếp cho xếp màu hồng xếp bên cái cửa đây. 120 con, nhiều ký nè. Cái này dưới 80kg. Áo trắng này dưới 80kg nha mấy cô ơi. Đó. Đó. Áo trắng này dưới 80kg. Cô nào lấy thì chốt chị con áo trắng phi la nha mấy cô. 120.000 áo trắng phi la. Bộ chỉnh tóc coi vậy. Bộ chỉnh tóc nha mấy cô ơi. Bộ yếm chỉnh tóc coi vậy. Bộ yếm chỉnh tóc coi dạng cái quần này mấy cô. Quần chỉnh tóc nha mấy cô. Đó. Đây. Cái áo rất là dễ thương, có dây cột bụng luôn nha mấy cô. Đây mấy cô, rất là dễ thương. Bao nhiêu tiền? 220. 220.000 áo set chín tóc đi. Set chín tóc yếm nha mấy cô. Set chín tóc yếm. Set co giãn. Vải co giãn lắm nha mấy cô ơi. Màu hồng nhưng mà màu hồng gì á. Rất là đẹp. Nó hồng mà nó hơi có li ti đen mà bộ yếm. Cái dây cột nè, một là cột ở trước, hai là cột ở sau cũng được. Bộ này 220 nha mọi người. Bộ hồng 220.000 nha mấy cô ơi. Vải co giãn rất là đẹp. Cô nào lấy thì comment giùm con nha. Bây giờ nãy đi lấy cái tầng mấy là bị lấy nguyên tầng nó vô cho bên lùng đi. Bây lấy cái dâm lưới cho cô Nguyễn Huyền coi. Dâm lưới hồi chiều đó. Lấy vô đây luôn. Dâm cô nào lấy xích hồng thì comment giùm con nha. Cái con dâm hồi chiều này chị Huyền dâm này rất là đẹp nha.
Rồi cái dùm này xuất sắc luôn đó mấy cô ơi. Dùm lưới. Dùm này thử nè em. Ngày mai em có về một loạt đồ ngữ nha mấy chị. Anh ơi ngon hưởng 260. Đây mấy cô ơi. Đó. Trời ơi dùm lưới xuất sắc luôn mấy cô ơi. Con này mặc lên là hơi bị đỉnh luôn. Hình như size lớn hay sao con? Lấy cái size nhỏ này là lấy size L này đưa lên cho mấy cô mới thấy được cái con này. Để con lấy bé nó lấy cái dùm nhỏ cho mấy chị coi. Nó đẹp lắm. Dạ chào cô Nhung nhỏ. Cho em xin một lượt chia sẻ nha mấy chế. Cho con xin một lượt chia sẻ nha mấy cô. Đây, trời ơi, xinh, xinh lắm nha mấy cô. Đây, dương, dương con lưới. Con dương này mấy chị mặc lên cái form hơi bị đỉnh luôn, cái form hơi bị đẹp luôn. Cái form quá trời đẹp đi nha mấy cô, vải cũng đẹp luôn. Mắc luôn, 260. 260.000 dương, dương lưới, dương đen lưới nha mấy cô. Đằng sau có dây cột nè mấy cô, đó, rất là dễ thương. Cô nào lấy dương lưới thì chốt giùm con nha, có size... dưới 65 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg nha mấy cô. Bán cái quần dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg, có cái khúc gì mà dưới 65 kg vậy? Dâm biết là của chế Nguyễn Huyền là dạ có luôn chứ. 260 của chế Nguyễn Huyền. Ở trong nó là không có co giãn, còn cái ở trong này này là nó co giãn, ở ngoài không có co giãn nha. Nha Thùy Dung, cái con dâm này mặc lên đi tiền cũng rất là xinh. Ha. Con dâm này mặc lên đi tiệc xinh lắm. Trời ơi, hôm nay về mấy cái con áo đẹp quá mấy chị. Con áo lên bít nè. À, dưới 95 kg là vừa nha. Con này mà để mặc quần sọt là hơi bị đẹp nè. Nhung ơi, Nhung bỏ lấy cái con này để mặc quần sọt với lại chân váy nè. Con này là 120. Thế rồi chốt con này thì chốt lên giúp dùm em ha. Con nào lấy dâm thì chốt dùm con nha mấy cô. Vậy là chốt dâm thì nhớ chốt lên dùm nha mấy chị nha. Thì dung. Con thì dung chốt gì vậy? Thôi tôi đọc sai nghe con. Con thì dung có phần bên sai. Con thì dung ơi, cho con lên địa chỉ á lộn. Cho con lên chiều cao cân nặng đi con để con lấy. Lấy smile. Cô Dung lên chiều cao cân nặng đi. Cô Dung cho con chiều cao cân nặng nha cô. Dạ XL. Dạ chốt rồi. Đưa lại dâm cho mấy cô coi. Dâm này rất là xuất sắc nha mấy cô. Vải cũng xuất sắc, mực kiểu cũng xuất sắc luôn nha mấy cô. Đây. Quá trời dễ thương. 260.000 nha mấy cô. Đây. Quá trời dễ thương luôn. Cục nơ là ở đằng sau nha mấy cô. Đó. Có dây cục bụng. Đó. Cô nào lấy thì comment giùm con nha. Rất là dễ thương. Vải áo ở đằng sau. Cái ngăn hồi nãy mà Phi lấy cái bộ đồ hồng. Lấy hết từ đó vô. Cái ngăn thứ hai từ đó xuống. Áo trong thì coi giãn nha mấy cô ơi. Trời ơi em bị bữa giờ em bị quên mấy cái mẫu áo về luôn mấy chị đây nè. Trời ơi áo trong thai nè. Trời ơi. Thiệt luôn. Quên áo này trời ơi. Hối hận thiệt chứ. Trời ơi thun giấy nữa. Quá trời đẹp luôn. Áo thun giấy nha mấy cô ơi. Đây, áo thun giấy này rất là đẹp nha mấy cô. Đây. 120.000 áo thun giấy vàng nha mấy cô. Áo thun giấy vàng. Bao nhiêu cái này? Dưới 95 kg là vừa hết trơn á. Dưới 95 kg nha mấy cô. Coi lại dùm, đưa cho cô Lan Anh ngồi coi lại dùm. Dùm đẹp lắm chị Lan Anh. Cái dùm nó xuất sắc lắm cô.
đẹp lắm, chị Lan Anh ơi. Nè, em giơ cái con áo này lên là chị Lan Anh hốt liền à. Hứa luôn, hứa chị Lan Anh luôn, nhất là mặc quần sọt ha. Đây cô, đây, cái dung rất là đẹp nha mấy cô. Cái dung phơm đẹp lắm, chị Lan Anh ở trong là vải co giãn nè. Ha, có đồ bộ sọt, có thì dung. Đang lên tất cả các tiết này, lấy một đường thôi nha Bi. Lấy một đường ngần, ừ. Rất là đẹp nha cô Lan Anh ơi. Nè, chị nào mà khoảng cỡ 75-100kg vút cái con áo lên giờ nè nè. Con này mà mặc quần sọt rin lên ha, hơi bị đỉnh luôn, 140.000 con sọt này. 75-100kg con áo lên giờ nè. 75-100kg nha. Dương 260.000 nha mấy cô ơi. Đây, áo thun giấy dưới 90kg nha mấy cô ơi. Dưới 95kg. Thôi bữa nay nói đầu quá nhiều thôi. Họ riết gì vậy vậy luôn hả? 80kg là lấy cái L. Nó giao cục hàng lại cho chế chưa? 260 L. Áo thun giấy nha mấy cô ơi, 120.000 một áo nha. Có màu vàng, màu đen dễ thương nè mấy cô. Màu đen đây. Áo thun giấy rất là dễ thương nha mấy cô. Lấy mấy cái con áo này nè chị Lan Anh ơi. Vải nè mấy cô. Vải đẹp lắm luôn á. 120.000 nha mấy cô. 120.000 áo thun giấy, cô nào lấy thì comment giùm con nha. Đen chữ 120 của Nhung Võ. Cô quăng đây đi con. Nhung Võ, một cô Nhung Võ. Nhau rồi dạ. Dạ, tại vì bưu điện nó hơi chậm đó chị. Cô lấy đen. Lấy cô lấy đen đây, bảy cái cục mà cô quấn quăng ra đen nè. Cái này cũng áo thun giấy luôn nha mấy cô ơi. Đây. Áo thun giấy rồi, cái này dễ thương nè mấy cô. Toàn chữ của chị mua gì? Áo thun giấy màu này là gì ta? Giống như màu cà phê sữa. Nè 120 cũng mua nhiều. Comment màu cà phê sữa giùm con nha mấy cô ơi. Đây, áo thun giấy rất là đẹp. Hello chị, máy bay giá tốt này màu mấy tháng hả chị? Nhiêu ký hả? Con này dưới 90kg. Dưới 90kg áo này nha mấy cô ơi. Áo cà phê sữa giùm con đi. Áo cà phê sữa. Đó. Nha, hôm qua 120.000 nha mấy cô. Áo 90.000 nè. Áo 90.000 hôm qua mấy chị hỏi lon xám còn không được không? Hôm nay sót một cục lon xám nè. Trời, áo này dễ thương nè mấy cô. 90.000. Lon xám. Cà phê sữa của Lan Anh Ngờ nè, 120. Đây, áo Loan xám nha mấy cô. Loan xám 90.000 một áo nha mấy cô. Dưới 90kg gì? Dưới 95kg. Dưới 95kg nha mấy cô ơi. Đó, quá trời đẹp luôn. Hôm qua mấy cô chốt, hôm bữa mấy cô chốt cái này nhiều lắm. Đó, 90.000. Áo loan xám. Xót cái áo hồng ruốc nè. Xót cái áo hồng ruốc của Tim 90.000. Áo hồng ruốc của Tim nha mấy cô. Áo hồng ruốc của Tim này cũng 90.000 luôn. Đó, rất là đẹp nha mấy cô. Cô nào lấy thì comment giùm con. Áo xám chị Lan Nguyễn có màu dừa nha. Lan Nguyễn 90.000 nè. Đây, rất là đẹp nha mấy cô. Cô nào lấy thì comment giùm con. Cái này cũng 90.000 luôn nha mấy cô. Nó có màu vàng nữa. Áo xám dừa. Nó loan xám nó có nhiều loan lắm Lan ơi. Đây mấy cô. 90.000 đó. Cô nào lấy thì comment là vàng giùm con nha. Vàng. Vàng trơn luôn nha, không có cái gì hết nha mấy cô. Trâm ơi, quần lót chưa có về tới thôi, Trâm hàng vẫn cho mà. Đây. Nè, màu này đẹp nè, vàng nghệ nè, vàng đồng. Vàng đồng rồi nè, mà về mà cắt bớt ngón tay đi nha Lùng. Trời đất ơi. Áo vàng nha mấy cô, áo vàng đồng nha. Hồng rút phủ thu thủy nè, hồng rút có 1 cái của 90.000 của phủ thu thủy nè. Vàng đồng nha mấy cô, vàng đồng, cô nào lấy thì comment vải. Vải nhẹ nhàng lắm nha mấy cô. Đây, hủ tim luôn, xanh đọc chuối. Xanh đọc chuối, 90.000 luôn nha mấy cô. Có khoái màu vàng. Xanh đọc chuối. Hủ tim cái này dễ mặc lắm mấy chát. Chín màu vàng, cái màu đồng đẹp ghê. Nè, vàng, 90.000. Cô nào lấy vàng thì comment vàng nhạt giùm con nha. Vàng này là vàng nhạt nha mấy cô ơi. Đây, hủ thủy mấy giờ rồi luôn.
ngực size 44 màu da, áo ngực size 44 giờ còn màu đen với màu tím đậm mà chứ không có màu da chị Trần Hạnh ơi. Màu vàng nhạt nha mấy cô ơi. Áo vú chỉ có size 44, chỉ có màu đen với màu ấy thôi. Nè chị Hạnh, mấy chị nào mà từ 75kg tới 100kg hút cái con áo lên dệt 140 này nè, làm ơn hút cái con này nè, làm ơn luôn á. Áo lên dệt nè mấy cô ơi, màu đen dễ thương. Lấy về áo vú cho Tư ơi. Nó có xỉa nè mấy cô ơi. Nó có xỉa ngay cái đó, đẹp ghê lắm luôn mấy chị. Chốt vô áo, áo trắng dệt. Đen. Trắng đen xỉa bụng. Dễ thương lắm mấy chị, rất là mặt thọt nè. Áo vú màu đen của Trần Hạnh là một cái nha chị Hạnh ha. Con nào lấy thì cho nguyên con vải này rất là đẹp nha mấy cô. Nguyên dệt. Nè. 44. 160.000. Chị nào lấy áo vú chống tụt thì báo em ha. Và màu đen. Giơ lại cái áo trắng đen cho mấy cô coi. Áo vú 160 chị. Áo trắng đen rất là đẹp. Áo sọc bé lùng đang đưa là 140 nhé. Áo sọc bé lùng đang đưa là 140. Con này là chị nào mà mặc chiếc sọc là hơi bị đẹp. Quá trời đẹp luôn nha mấy cô. Quá xinh. Cho một thùng tình. Rồi, áo thủy thủ đi không? Cho em nó cái móc em đây. Áo thủy thủ cũng 70 đến 100kg. Tại sao gọi là áo thủy thủ? Để con cột lại cho mấy cô xem nha. Ừ, mấy cô cột, mấy cô cột khóc mất thần luôn mà. Thiệt á, mấy cô cột đẹp thí mẹ luôn. Để mấy cô, mấy cô về mấy cô tự cột nha mấy cô. Đây, rất là dễ thương. Áo thủy thủ 70 đến 100kg chị Wendy Trần ơi. Áo thủy thủ nha mấy cô ơi. Đây. 100kg size 44 hả chứ? Size 44 phải vú bự chà bá lửa, khoảng cỡ 85-90kg tới 100kg vú bự chà bá lửa. Bao nhiêu tiền cái này vậy? 140 nha mấy cô ơi. Con này 70 tới 100kg hơi bị đẹp luôn. Chị nào 70 tới 100kg hút con này có 140 mà đẹp quá trời. Nè like con này mấy cô hút nè. 65kg tới 85kg con này mấy cô hút liền nè 140. 140. Chị Trần Hạnh ơi, bữa còn một bộ gì chấm bi bên chị Trần Hạnh kìa anh ơi. À, áo này 140 rất là đẹp nha mấy cô ơi. Áo này rất tay nè mấy chế. 140 mà đẹp quá ha. Trời ơi, 140 đúng đẹp luôn. Thôi đôi gì mặc cái này. Con này lên dệt nè. Lên dệt 120. Lên dệt 120 nha mấy cô ơi. Màu cam rất là đẹp. Đây vải rất là đẹp nha. Lên dệt. Lên dệt cam. Đây. Đó, tay dài, tay lửng. Tay dài, tay lửng gì đó không biết. Đó, rất là đẹp nha mấy cô. Vải. Quá trời xuất sắc luôn. Lâu quá rồi, chắc là mất tiêu rồi. Cô nào lấy thì comment gì con nha. Không còn chị Trần Hạnh ơi, không biết có bị xả không nữa. Em không biết có bị tạ áo ngực có size 42 hoặc 44 trăm ơi. Trời ơi, ngày hôm nay mấy chị không quốc con này 120, chừng nào quốc nữa lên dệt nè. Lên dệt 90kg. Lên dệt sọc đi mấy cô. Dưới 90kg, rất là đẹp. Vải 120.000. Vải quá trời đẹp luôn nha mấy cô. Nói chung đụng tới nó là đẹp. Có đang phải xếp bộ là chế chờ em phí. Có đang phải xếp bộ. 120.000 áo lên sọc nha mấy cô ơi. Áo lên sọc. Rồi, trúng mánh luôn. 140, áo rút bụng, cổ tim. Áo rút bụng, cổ tim. 140.000 nha mấy cô ơi. 140.000. Đó. Áo này 100 nè. Áo cá nó 100 nè con. Đây mấy cô.
Len sọc rút bụng hả chị? Chị Thảo lấy len sọc đủ màu phải không? Trăm mấy quần này? 120 à? 120, 140. Nguyễn Thanh Tuyền, áo đó nhiêu ký? Áo đó là áo màu nào rồi? Chị Nguyễn Thanh Tuyền ơi, chị Nguyễn Thảo lấy áo sọc đủ màu không? Con này đẹp nè. Con này là chị nào nên lấy là không bao giờ hối hận. Con này đẹp quá trời. Quá trời xinh nha mấy con ơi. Con này 140, chốt giùm con đó. Em là con rút bụng 140. Rút bụng 140 nha mấy con. Con rút bụng đẹp quá à. Quá trời đẹp luôn. Con Biggie. Đã sao đồ đẹp không? Đủ màu dạ. Đủ màu 120 đúng rồi. Cái này ở sau cổ nó hở gì là nó là kiểu nha mấy chị nha. Con này là con này mặc con này là rớt tay nè mấy chị thấy không? Con này nè, đó rớt tay một bên nha, bên này không có rớt tay. Con này size phải từ 75 kg tới 100 kg. Rất là đẹp, len dệt cái này len dệt rớt tay, len dệt chữ ngực á. Len dệt rớt tay đi mấy cô ơi. Cái này con để solo hết. Len dệt rớt tay nha. Cô nào lấy thì comment giùm con. Rồi cái này 100 kg cũng mặc vừa luôn nha mấy cô. Có một con chương váy này bán mấy cô 120 đi. 60 đến 80 kg. 60 đến 80 kg nha mấy cô lên. Còn chương váy. Đó, quá trời đẹp, quá trời xinh. Có một con này dưới 80 kg nè, cổ tim 120. Áo cổ tim 120 nha mấy cô ơi. Áo cổ tim rất là xinh. Trời, cái gì cũng xinh hết. Bán hàng mà không. Bao nhiêu tiền vậy? 120.000 áo. Áo cổ tim đi mấy cô. Áo cổ tim. Áo khoác xanh. Áo khoác xanh dưới 85 kg, 140. Có hai cái thôi nha. Hai cái. Của tim 120 của Phương Hiền đâu rồi, không giấu rồi. Của tim 120. Ôi cái áo đó chị Hiền vừa mặc cái độ co giãn nó sướng á. Áo xanh này đẹp nữa mấy cô ơi. Len này mặc không nóng nha chị. Nãy giờ một loạt đồ em lên là len này đều mặc không nóng nha chị Hiền. Len mỏng nha mấy cô. Len mỏng, len mặc hàng ngày chị, không phải là len đâu. Cái nào mà em nói mặc mùa lạnh là nó sẽ mặc mùa lạnh nha chị. Cái này là khoác khỉ nè. Cái này khoác khỉ nè quý vị. Khoác khỉ này dưới 75kg bao đẹp. 80kg cũng vừa. Tại vì cỡ nào nó cũng giãn hết trơn á mấy chị. Khoác khỉ này 140. Dưới 80kg đi. Cô nào lấy thì comment giùm con khoác khỉ nha mấy cô. Em có một con này, nếu mấy chị mua kèm cái áo dây 80.000 của em là hơi bị đỉnh luôn. Con này 140 nè, xin lỗi với mấy chị nha. Con này cánh dơi hơi bị xinh nha, hàng này hàng hiếm. Hàng này hàng hiếm nha, nếu mấy chị muốn áo dây thì kia 80.000 một con áo dây trắng hoặc đen. Con này là con hàng hiếm nè, con này cô Đặng Hồng Hành mặc cái quần sọt cũng đẹp nè. Con này hơi bị đẹp nha mấy chị nha. Con này hơi bị đẹp, chốt giùm em con cánh dơi 140. Áo cánh dơi. Còn nếu lấy thêm áo dây thì 80.000 nữa, trắng hoặc đen thì. Hôm nay toàn hàng áo 70-100kg không? Hello chị Hương Trương. Hôm nay toàn hàng áo 100kg không chị? Lên dệt, đã quá trời. Trời ơi, còn một con cánh dơi nữa nè. Rồi, đúng rồi. Cái bao hàng này đẹp quá trời. Cái bao hàng, hey, lên dệt lưới nè mấy chị. Đẹp không? Áo khoác. Áo khoác là len sọc xanh của chị Nguyễn Thanh Tuyền. Khoác con đang cầm 140. Nè áo khoác này. Áo khoác này bán với chị 140 luôn nè. Dưới 80 kg. Cái này comment giùm con áo khoác lưới nha mấy cô ơi. Áo khoác lưới. Đó rất là đẹp. Con này dưới 85 kg cũng đẹp. Thôi dưới 80 kg đây. Ở tay mấy chị bé bé rồi nhét không vô nữa. Lấy thêm một áo dây màu đen. Lấy áo dây màu đen bên kia con rút ra. Áo dây màu đen là trắng và đen thì một cặp nó 150 nha. Áo dây đen của Nguyễn Thanh Tuyền nè. Áo dây này chị Tuyền về nhận mê lắm. Một con duy nhất 120. Có cái nào bán cho chế mặc liền để chế lấy chồng. Lấy chồng chị chế ở nhà đi. Mùa này lấy chồng cái mặt nó giật giật. Áo xanh nha mấy cô ơi. Áo xanh. Bạn tối nay hơi giật.
áo xanh thì cái này con này có một con thôi ha, con này đúng một con thôi, con này dưới 95 kg vừa, con này dưới 95 kg vừa, 120.000 đó, 120.000 áo nha mấy con. Áo lên này mấy chị mặc bình thường được ha. Xanh thanh lý kinh lộc thanh lý bà nội. Chị Lộc ơi, chị lấy cái con này nè chị Lộc. Nè đưa cái này áo này cho cô Kim Lộc, áo thủy thủ cho cô Kim Lộc coi chịu không? Chị Kim Lộc vô nãy giờ lâu chưa? Nè chị Kim Lộc, áo này mà hôm qua chị có mặc, chị có may mua với áo dây không? Chị mua cái cặp áo này nè, áo cánh dơi này nè, mặc với áo dây trắng, áo dây đen đẹp lắm. Tay tới 100 kg. Đây mấy cô ơi, áo thủy thủ đây. Áo thủy thủ này 140 nè, 70 đến 100 kg cũng vừa. Nhỏ nó gió không tới. Đây nè mấy chị, áo thủy thủ ha. À, chị lấy áo thủy thủ dạ 140 chị. Chị Ánh Nguyệt Mai nè 140. Áo thủy thủ. Chị Ánh Nguyệt Mai em có một con áo này nữa nè chị Ánh Nguyệt Mai. Áo này là áo len nè. Nè chị Ánh Nguyệt Mai. Áo này tới 100 kg cũng vừa. Áo này ở bên đây nó có rớt tay nè nha. Áo này tụi nhỏ nó mặc với quần sọt đẹp lắm chứ. Chốt giùm em áo sọc chữ ha. Cho coi áo dây nè, con lấy hai áo dây trắng đi bên kia cho cô con phía coi nè. Còn nào? Không, phải ơi, trong bao áo này qua có cái cục áo trắng riêng là áo dây á. Thấy mấy cô rất là đẹp, 80.000 một cái nha mấy cô, hai cái 150.000 á. Cục áo dây trắng riêng qua cô vải vỏ vô đó. Rất là đẹp. Tại vì cái này là em để là em mặc cho mấy chị coi vải đẹp lắm. Trời ơi, cái này mà chị nào 100 kg, 70 đến 100 kg mặc sướng. Vải rất là đẹp nha mấy cô. Vải trời là đẹp. Đây là con đúng rồi nè. Đúng rồi. Nè, áo đó có hai màu, trắng và đen. Hay quý vị. Trắng và đen. Và đen. Một cặp. Một cặp là 150.000 nha mấy cô ơi. Đây. 150.000 một cặp. Còn một cái thì 80.000 nha mấy cô ơi. Xinh quá. Quá xinh. Áo dây cô nào chốt áo dây thì comment giùm con áo dây nha. Kiềm màu đúng không? Chị Huỳnh Sáng nè. Chị Huỳnh Sáng lấy hai cái không? Ở chung đi chung. Ở chung đi. Huỳnh Sáng hai cái 150. Mai gửi luôn với anh quận 7. Chị Kim Lập lấy một set áo dây nè. Chị Kim Lập hai cái nè, cái trắng cái đen. 150 của chị Kim Lập. Nè nói mấy con mua áo này nè con. Đã sửa bụng nè, áo này mặc hàng ngày được nè. Áo này len nhưng mà len mát nha mấy chị nha. Áo này 70 đến 100 kg. Len mỏng chứ không có nóng gì đâu nha mấy cô ơi. Đó. Quay. Vải co giãn lắm nha. Áo len sọc. Sẽ bụng. Sẽ bụng. Cho coi áo dây bỏ lại cục áo dây trắng. Tiếp tục đi con. Cái này là nóng nè nha. Cái này là nóng nè. Chị nào ở mùa lạnh thì nên mua cái này nè. Cái này khoảng cỡ dưới 70 kg. Nhưng mà cái này nóng nè. Cái này nóng nha. Đây, cái này khoảng cỡ dưới 70 kg thôi. Cái này nóng. Vải dày đó mấy cô. Vải dày. Hai mấy chị ha. Vải dày. Hai con này vải dày. Vải áo này đẹp rồi mấy cô. Mấy chị nào muốn lấy áo thủy thủ nữa không? Áo thủy thủ màu khác này chị Anh Nguyệt Mai lấy một tết áo dây. Còn hình như còn đen không mà chế ơi, còn đen không mà chế, có rớt cái trắng không mẩy chứ con thấy đều mà sao. Vậy thôi lấy cái áo dây cho con nè. Áo thủy thủ nè, hỏi cô Anh Nguyệt Mai lấy thêm màu này không? Một áo thủy thủ nè mấy cô ơi, một cái màu này đen là màu nha xanh chị. Nha mấy cô, màu xanh đó. Áo thủy thủ xanh của chị Nguyên Hảo. Chị Nguyên Hảo hello. Vải mỏng nha mấy cô. Quá trời đẹp luôn. Áo thủy thủ. Đó. Cô
nào lấy áo chỉ thủ thì comment thì con nha. Trời ơi, chị nào mà thích màu trắng là chị đã trúng mánh cái con áo trắng lên dệt này rồi mấy chị ơi. 140 con, dưới 90kg. 140, dưới 90kg, áo len trắng nha mấy cô. Áo len trắng trơn nha. Đó, cái này là nó ơi, nó không phải nên. Nó len mỏng đã lắm mấy chị. Nó len mỏng cái con đẹp lắm. Em có con trắng và con đen nè. Mấy chị mua mấy con. 140 nha. Đây, có màu đen nữa nha mấy cô. Màu đen với màu trắng, hai cái giống nhau luôn. Đen trắng, cô nào lấy đen thì comment đen, cô nào lấy trắng thì comment trắng. Áo có nón màu xanh lá cây 100.000. Áo có nón xanh lá cây. Nhớ mấy cô, áo mỏng. Trời ơi. Có màu vàng nữa nè mấy cô. Có màu vàng nữa. Trời ơi, con này đẹp quá, con này mà chị nào mà 85 đến 100kg hơi bị đẹp luôn, chốt giùm em trắng đen. Màu vàng nữa nha mấy cô, màu xanh, màu vàng, cô nào lấy, màu nào thì cầm đen cho con nha. Nè, nè cô Anh Nguyệt Mai ơi, con này cô Anh Nguyệt Mai không lấy em làm con chị luôn á. Móc đâu con? Con này ở trước cột thị thủ nè, con dơ ra sau cho cô Anh Nguyệt Mai coi đi. Có áo phone không hả chị My? Dạ không, chưa có áo phone nha chị My. Em đang về một nùi lên giờ. Đây mấy cô, đây, lần trước là cột như thế này nhé cô, lần sau đây. Lần sau. Ủa, đẹp ha mấy chị ha, chốt giùm em thủy thủ chữ đi mấy chị. Thủy thủ chữ nha mấy cô ơi, thủy thủ chữ, quá trời xinh. Cô nào lấy thì comment giùm con nha. Mày xinh quá. Lên áo này 85 đến 100kg. Áo 85 chứ 85 đến 100kg nha mấy cô. Đây. Cái áo này nó độc lạ mấy cô. Có cái đúng rồi. Đó. Cô nào lấy thì comment giùm con nha. Vải mỏng nha mấy cô. Mấy cô phải nè, nói cô Kinh Trinh lấy cái áo này đẹp nè. Áo 140 nè. Nói cô Kinh Trinh lấy cái áo rất tay nè. Áo sọc nè mấy cô. Áo rớt tay. Mấy cô mang cái quần sọc rồi hết sảy nha. Quần đi nè. Đó, 140.000 áo xanh rớt vai nha mấy cô. Áo xanh rớt vai. Rất là đẹp. Chữ của anh Nguyệt Mai. Thủy thủ chữ của anh Nguyệt Mai con nhớ rồi. Đây nè. Quần áo này nè. Áo. Chữ của cô. Nó này đẹp lắm mấy chị. 70 đến 95kg. 70 đến 95kg là vừa với cô ha. Đó, áo xanh đen. Cô nào lấy xanh đen thì chốt cho con nha. Ở cô Ánh Nguyệt Mai lấy áo này cho con gái cô. Lấy áo này cho mấy cô. Áo có màu xanh đen, có màu ruốc luôn nha mấy cô. Màu ruốc đây. Rất là dễ thương. Màu ruốc 140 nữa. Áo sọc nha mấy cô, áo sọc xám 85 đến 100kg nha mấy cô. Đó, rất là đẹp, có hai màu, màu đen với màu sọc xám. Màu đen với màu sọc xám nha mấy cô, cô nào lấy thì chốt giùm con nha. Áo vàng 100.000 dưới 85kg giỏi con dữ dữ. Áo vàng 100.000 nha mấy cô. Áo vàng vải coi dễ được lắm nha mấy cô. Đây. Vàng. Cô nào lấy vàng thì chốt giùm con nha. Cô lên cái chị dưới đây. Còn áo này khó đi. Có cái này đẹp nhưng mà đều dưới 70kg. Có đúng một cái chốt giùm em mã kim tuyến đẹp 140. Dưới 70kg, dưới 75kg cũng vừa nha mấy chị. Vàng 100.000 của chị Văn Thúy. Lên xét nha mấy cô. Lên xét nha. Đây. Xả xét này nè. Xả xét. Xả xét này cho mấy chị 140.000. 140.000 xét tay
von nha mấy con, tay von nha, vải ở trong mát, vải ở ngoài là von nha mấy con, đây, đó, rất là dễ thương, kèm theo quần đùi, kèm theo quần đùi, có đủ size nha mấy con. Dưới 70, dưới 80, dưới 90, dưới 100 ký. Dưới 70, dưới 80, dưới 90, dưới 100 ký nha mấy con ơi. Cái này nè. Chị Thúy ơi, bên em không có gửi nick qua chị Văn Thúy được nha. Tiếp này size gì ạ? Size L cho chị Cát Tường, tiếp đen trắng. Tiếp này đúng không? Tiếp nâu trắng nha, không phải đen trắng. Đưa chị Cát Tường đi. Chị Văn Thúy ơi, còn con áo màu hồng thì chị Văn Thúy có lấy không ạ? Tay vôn giống như áo công sở ha, 100.000 luôn. Chốt giùm em áo hồng. Tiếp nâu trắng, sale L, đúng rồi. Tiếp nâu trắng, sale còn 140.000 nha mấy cô ơi. 140.000, tiếp này. Đó, rất là dễ thương, thoải mát lắm nha mấy con. Cổ cũng đẹp lắm. Em biết là ấy là em không nhắn tin qua, em không chụp hình bill qua cho chị được. Mai em làm bill em không có chụp qua được nha. Gửi cho cô nhưng mà nó bị lỗi đó cô. Cát Tường 140. Cát 140 nha mấy cô ơi. Em có cái cặp áo này nè. Em có cái cặp áo này bán cho mấy chị 100.000 con cái áo. Đây. Dưới 88 kg cũng vừa. Vải kim tuyến nha mấy cô ơi. Đó, rất là đẹp. Áo vàng. Áo rút đây nè, các bạn đây nè. Áo rút 100.000 của chị Ánh Nguyệt Mai. Áo rút này chị Ánh Nguyệt Mai cầm ở ngoài nó còn đẹp hơn, nó trong hình nhiều. Mấy cô comment dùm là áo kim tuyến vàng nha mấy cô. Áo kim tuyến vàng. Kim tuyến hồng. Cái này là kim tuyến hồng nha mấy cô, rất là đẹp. Vải nhẹ nhàng. Đây. Kim tuyến hồng. Cô nào lấy thì comment giùm con nha. Có hai cái. Kim tuyến bạc 100.000 dưới 85 kg. Kim tuyến bạc này rất là đẹp nha mấy cô. Trên cùng đó. Cho Nguyễn Thanh Tuyền. Kim tuyến bạc nha. Hồi nãy Nguyễn Thanh Tuyền lấy cái kia 80.000 thì cái này 70.000 là Nguyễn Thanh Tuyền 70.000. Vải rất là đẹp nha mấy cô ơi. Ô, nó lộn lộn bây giờ nãy giờ đọc cái tin nhắn cũ quá, trẻ lại cái nghe đây nè. Áo rút bung đúng rồi gì đâu phải đưa là đúng rồi chị, cái áo của chị là áo rút trước phải không, phải áo này có cái này đi nè. Có đồ bộ là chị Ngô Hiền đang lên đồ bộ nè chị, rồi bỏ ra xong cái áo này lên tiếp tiếp hay không, lên lại cái tiếp rút đầu tiên rồi lên lại cái tiếp này lên rút đầu tiếp. Rồi hôm nay em xả tiếp bẹp vai luôn nha. Hôm nay xả cho mấy chị 160.000. Tiếp này là tiếp chính tóc nè. Tiếp này mặc không thấy bụng nha mấy chị nha. Vải coi mấy chị coi vải coi giãn bên em nè. Xả tiếp bẹp vai cho mấy chị 140.000. Nếu không thích bẹp vai thì cứ đưa cái cũ lên bình thường thành cũ tròn ha. Rồi xả 160.000. Xin lỗi mấy chị, xả 160.000. 160.000 kèm theo quần chính tóc nha mấy cô ơi. Quần chính tóc vải coi giãn mát. Đã lắm nha mấy cô. Mát gì? Mát gì? Rồi, bộ này mặc mát người nha mấy chị. Mặc mát người nha mấy cô. 160.000. Trời, quá rẻ cho một cuộc tình. Áo cho gái nhây. Dạ đúng rồi chị. Dạ đúng rồi. Đây nè. À, áo này phải không? Để cái áo anh chị ăn người khác. Cái này nè, áo con gái là áo này nè. Để cái của chị Anh Nguyệt Mai là cái 100.000 thay bằng cái này 140 đi em. Đây mấy cô, lên set này. Trời ơi, set này siêu xinh. Đây mấy cô, set dây xích đi mấy cô. Set này dễ set dây xích nha. Set này là set dây xích nè, cá chung ở bụng nha mấy chị nha. Set này ở trước là nhà vải cũ nè mấy chị, cũ đắp chéo tim nè ha. Tay có phùng nha. Đó, rất là đẹp. Set này 240. Set 240 nha mấy cô. Set dây xích 240.000. Kèm theo chân váy. Váy quần. À, kèm theo chân váy quần nha mấy cô ơi. Đó, quá trời xinh. Cô nào lấy thì comment giùm con. Có đủ size nha mấy cô. Mấy cô chốt thì comment. Rồi kèm theo chiều cao cân nặng nha mấy cô. Để kia chút con chụp luôn. Lên set yếm ha. Đếm hồi nãy xem nhiêu vậy. Rồi tôi đếm nữa
240 đó theo đó là lên số tiếng này con. Cái gì trắng đen bên kia là gì? À bộ nâu hồi nãy hả? Để lấy sao xem mắt nó. Bộ này là bộ chính xác. Mấy chị đang muốn coi chụp rồi. Chiếc yếm hồng 240.000. Chiếc yếm hồng phải quá trời đẹp luôn nha cô. Đó, chiếc yếm nha, yếm hồng kèm theo quần chính tấc 240.000. Đó, rất là đẹp nha mấy cô. Vải nó rất là đẹp. Cô thấy gì không? Đó. Cô nào lấy thì comment giùm con nha. 240.000. Cô có lấy áo vú chống tụt không? Chị nào cần áo vú chống tụt thì báo em đưa lên nha. Áo vú chống tụt là áo vú khi mấy chị mặc áo dây có thể tháo dây ra được, nó không có tụt. Mấy chị nghĩ cỡ nào nó cũng không tụt hết nha. Để hết rồi đó, chút mấy đứa anh nghe chụp hình. Bộ này là bộ công sở. Đây là đúng là bộ công sở luôn á mấy chị. Cái bộ này mà chị nào chưa mua cái bộ này, cái nguyên cái set này chị nào chưa mua là nên mua nè. Thứ nhất là áo sơ mi ha, kèm với nơ. Tại vì cái lùng nó xếp dày á, vô nó nhùi á mấy chị, cái set này đẹp cực kỳ. Với lại kèm chân váy nè. Kèm chân váy xếp ly nè mấy chị ơi. Nè, set đen trắng gì vậy chị cho xem lại. Ủa mình có set đen trắng gì vậy? Ủa mỗi là đen trắng nè mới đây. À, cái mẫu bẹt vai hả Thùy Dung hay mẫu nào? Cái này là chân váy xếp ly nè, chị nào làm công sở mà chưa có cái set này nên lấy nha. Ở trong là em không may nó, em may cái quần nữa nè nha mấy chị nha. Set này mà chị nào chưa lấy thì nên lấy. Em nói thật lòng luôn, cái set công sở này là bán nhiêu ta 300 mấy, nhớ 300 mấy thôi. Giờ bán set này 300 đi mấy chị. Cái set công sở này bán 300 kèm áo sơ mi với lại chân váy xếp ly, nhưng mà chân váy này dài nhưng mà có quần ở trong ha. Chân váy rất là đẹp nha mấy cô. Thôi để cái chân lên, để cái xếp bộ này đây cho đàng hoàng nha Bi. Cái này khỏi chụp nè Bi, ra Bi cóc cái xếp đó đi. Giờ lên cái gì thêm đi, lên sao giờ xả bộ vàng đi. Xả bộ vàng đi. Rồi em xả xếp vàng nha. Có size gì, chị lấy size gì em lấy cho chị size đó nha chị Kim Loan. Chị Kim Loan lấy size 2 đi. Chị Kim Loan lấy size dưới 90kg đi, xếp nó đẹp á. Bi ơi kiếm cái xếp nó size 2 cho chị Kim Loan Nguyễn đi. Trời ơi cái xếp này mặc lên nó đẹp lắm chị, nó sang chảnh cực kỳ. Nó sang mà nó chảnh lắm chị Loan. Em có một xếp mà. Kim Loan Nguyễn 200. Ừ, 2x nha. Lấy đi chị Loan ơi, tự chốt luôn á. Hôm nay em xả xếp vàng. Xếp vàng ở đây là ho nổi nha. À, công sở một xếp. Xếp vàng đây là ho nổi, bây giờ em còn mấy xếp em xe cho mấy chị 140 cho mấy bữa khách hỏi không có nè. Nè, ở dưới là quần váy nhưng thiệt sự là quần nha mấy chị, coi ho văn nổi nè. Tranh thủ chốt cái xếp vàng nha, chốt giùm em xếp vàng 140. Chị Loan lấy xếp vàng không? Xếp vàng áo khoác tay nha, xếp vàng 140. Xếp vàng 140, rất là đẹp nha mấy cô. Còn có mấy xếp thôi, còn có mấy xếp ngoài kia thôi hả? Để kia chút chụp hình luôn thôi. Xếp vàng 140, bây đứa này lấy cục thịt xoàn phía cọc dây chị để đâu rồi. Xếp vàng 140. Thôi trên đây thì có, bên này là thịt có. Xếp vàng 140, chị nào chốt xếp vàng xả 140 chốt lên giúp em ha. Dùm nha mấy cô ơi, dùm. Chị Loan ơi, chị Loan lấy cái con áo công sở đây, chị Loan có 100.000 lên giờ rồi nè chị. Dễ thương lắm, có hai màu, màu này với lại màu vàng chị. Màu vàng cũng không phải vàng chá. Mà khi mà cái này dưới 90kg cũng vừa, nhưng mà khi mà chị cầm ở ngoài cái vải nó đẹp lắm. Em có hai con này với con vàng chị Loan. Chị Loan lấy màu gì thì chị Loan lấy. Dùm thổ cẩm nha mấy cô, dùm này không có co giãn nha mấy cô ơi. Đây. Nhưng mà nó nhúng eo rồi mấy cô. Nó nhúng eo, nó có dây cột ở sau cho nên mấy chị đừng có sợ chọc nha. Chỉ cần đưa chiều cao con nặng lên thôi ha. Cái con này khi mấy chị mặc đó, nó cũng tim trước tim sau nè. Nó làm hai bên tay giống như tay kính dơ vậy á. Ha, con dùm. Con dùm này là màu vàng. 100.000 của chị Kim Loan Nguyễn màu vàng nè. Dùm này dùm thổ cẩm hồng nha mấy cô ơi. Bao nhiêu tiền vậy? À, nhiêu tiền con? 250. 2
250.000 nha mấy cô. 250.000. 10.000. 10.000. Rồi tiếp tục lên màu đỏ này. Những cái bộ dưới đây là hoàn toàn chụp hình nó nhau luôn. Xếp đỏ là xếp dài nè. Ai mà thích xếp, ai mà thích mà xếp quần dài ha, ai mà thích xếp quần dài là lên lấy cái bộ đỏ công sở nè. 240.000. Dễ thương không mấy chị, đẹp ha. 240.000 bộ đỏ. Có bộ mà mấy cô muốn, bộ đâu cục. Quần dài kèm theo quần dài, quần ống le nha mấy cô ơi. Quần dài mà ống bóp nha mấy chị nha. Trời ơi, bộ này 240 là hơi bị sướng luôn. Vải co giãn, vải co giãn tàn canh giá lạnh luôn. Vải co giãn nha mấy cô. Có đủ size, cô nào lấy thì comment giùm con. Chiều cao cân nặng nha mấy cô. Chiều cao cân nặng. Hello quỷ thủy. Coi được kiếm đỏ bảy còn. Nếu mình đoán không lầm là hết rồi đó. Cái đỏ mới đẹp. Mai ship cho Hero qua cho thủy luôn đi. Không bị. Đây set caro hồng nha mấy ô cô ơi. Set caro hồng. Caro còn một bộ của Bích Thủy 240. Bích Thủy còn bill trong kia. Set caro thôi nhé mấy cô. Set caro con cũng biết gì nữa. Tay tay lửng nhé mấy cô. Tay lửng đó rất là đẹp. Cái này không coi dễ nhưng mà áo tùy mị lắm mấy chị. Áo rất là tùy mị. Trời ơi, nó phải đi xuống mà bảy kèm theo chứ. Quần váy nhé mấy cô. Kèm theo quần váy ở ngoài là váy, ở trong là quần nhé mấy cô. À, cái này bao nhiêu tiền? 240.000 bộ set caro nha mấy cô. Set caro đó rất là đẹp. Rồi bộ này 180.000, bộ này là 180.000 nè quý vị. Bộ này đúng 180.000 nè. Đây à, gồm có là chìa khóa, ví cầm tay kèm bình giữ nhiệt mấy chị. Bộ này 180 nó có nhiều màu lắm mấy chị. Nó có bộ Chanel đen nè. Nè cầm đi con. Nó có Chanel đen nè ha. Chanel đen. Bình giữ nhiệt nè mấy con. LV nè. Louis Vuitton LV nâu nè. Đẹp như mấy con. Nó có LV nâu nè mấy chị. Nó có eo vì nâu ha, eo vì nâu. Mày im đi. Không có thiệt mà con trai sẽ là đúng không? Được, bình đen nè. Được. Cái này eo vì nâu nha mấy chị nha. Đó mấy chị muốn lấy bộ nào thì nhớ nó nhiều màu lắm. Mấy chị muốn lấy cái gì thì mấy chị lấy ha. Để chồng lên đây. Rất là đẹp nha mấy cô. Cô nào lấy thì comment giùm con nha. Một set như vậy là 180.000. Thôi chờ mấy cô đi để con chụp hình, mai con bán tiếp để con học bài. Mai con làm con nuôi gia đình. Bye bye mấy cô. Mai chị Loan vô đây chị, mai có bộ nhà về nhiều lắm. Bye bye mấy cô, hẹn gặp lại ngày mai nha. Rồi con thử con thơm, nó ngủ từ mờ sáng giờ thử con. Ôi trời ơi, nó chiều xuống rồi. Chị hỏi ổ sao không đi qua bên ghế chơi nữa. Chị làm cái tối luôn vậy. Mấy giờ đồ mà tôi mệt nghỉ luôn á. Xong ăn một đàn ngọc trai.
chào mấy chị nha. Hello mấy chị. Hôm nay giờ con áo đang mặc là áo đá mấy chị. Hôm nay giờ con áo đá nè. Chỉ có mỗi điều không mặc áo vú nó gớm gớm chút thôi. Hôm nay giờ con áo đá em đang mặc nha. Áo đá đang mặc mấy chị ơi. Con này mà mặc lên là hơi. Con này mặc lên mà chụp hình mà có con áo khoác nữa ngoài. Rồi em nói mấy chị sống ảo là hơi bị đẹp. Dạ bây giờ cho uống thuốc ở điều trị nội tiết chị. Điều trị nội tiết xong 3 tháng sau nếu mà nó không có thuyên giảm á mấy chị là mổ bỏ. Mổ cắt bỏ luôn. Giờ dư cục nào cắt bỏ cục đó chị. Nhận đồ rồi đẹp. Chị trăm triệu. Chị ơi có bộ có bộ đồ để em mặc sau khi đẻ không? Hồi bữa có đó chị Hương. Hồi bữa có pyjama rồi có bộ dài chị gửi cho mấy bé ở quê nó cũng mặc á. Mà bữa nay thì hết rồi. Tối hôm nay lên đồ ngủ giờ em bán cho mấy chị nhiêu ta? Em bán đồ ngủ cho mấy chị nha. Làm giống như mình sợ chị cái sáng trời ơi bắt đầu đi khám là đau tim miết luôn. Là hôm nay em sẽ lên cho mấy chị đồ ngủ. Bây giờ em sẽ bán nhiêu đây không biết nữa để em coi. Rồi đồ ngủ em sẽ bán cho mấy chị là 2 bộ 250 ngàn. Nhưng mà đồ ngủ dây nó là lụa cô tông đã đó mấy chị. Cái này em đã may một đợt rồi ha. Dạ không chị về từ hồi chiều à. Cái này em đã về một đợt rồi chị Liên. À mấy chị cho nên bây giờ em sẽ lên bao ngủ đó cho mấy chị. Bao ngủ cứ 2 bộ là 250 ngàn giùm em ha. 2 bộ 250 ngàn. Cắt hai cái bao tải ra tí. Rồi áo em đang mặc nè mấy chị. Áo đá em đang mặc nè. Đầu đá full luôn ha. Con đá em đang mặc nè mấy chị. Con này là 220 ngàn và 4 size nha. Riêng áo này là 4 size. Con này mà chỉ còn ở ngoài một cái khóc ghi lê thôi. Mặc với một con quần đen rách thôi. Mặc với một con sọt rách hoặc là quần váy. Em nói mấy chị đẹp đẹp mê say luôn. Là con này nè. Con này là 220 ngàn. Mà con này có một cái đặc điểm là em may tổng cộng 4 size nha. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Nó là vải cô tông 100% co giãn cực kỳ. 220 ngàn. 220 ngàn đó. Đá coi được số 1 và số 2 à. Áo đá của Trịnh Lê nè. Mở hàng Trịnh Lê nè. Rồi áo đá của Trịnh Lê. Trịnh Lê 220 ngàn. Trịnh Lê ơi mày chờ chị may lại bộ vest nha. Bộ vest về không đủ luôn. Bữa nay về bao vest mà không đủ. Mai debut Trịnh Lê trước hay chừng nào có bill sau và lý ship nó cũng được. Số mấy vậy? Số 3, số 2 gì đó. Từ từ nha. Cái con áo đá này vải mê lắm mấy chị. Con áo đá này vải nay em nhận. Được đầm rồi vừa đẹp lắm. Ok lắm. Chị Kim Liên hả? Dạ. Cái đầm ngọc trai đẹp lắm chị Liên. Cái đầm ngọc trai coi như là em đang may lại xếp ngọc trai với đầm ngọc trai luôn. Coi nha, từ từ nha. Từ từ không nó lộn nha. Hùng. Coi cắt bao dưới luôn. Trời ơi, hôm nay đồ ngủ đã lắm mấy chị. Hôm nay đồ đi viện mà về. Dạ nghỉ từ hồi chiều. Ủa đồ ngủ là số mấy với số mấy vậy? Gì đây số 2, số 3 đồ tùm lum hết mà. Sao tự nhiên 1, 1, 3, 2 tùm lum hết mà số. Ý là số mấy với số mấy để biết. Gọi lại liền. Nè áo đá em đang mặc nè mấy chị. 220 vải đẹp lắm. Thảo Ngô Thị Thanh. Nè lấy chị cái rộng rộng mặc cho nó đẹp. Thảo Ngô Thị Thanh lấy cái size em mặc cho nó đẹp. Thảo Ngô Thị Thanh 220. Cái áo này đẹp lắm chị Trái Tim Minh là vải mê say luôn. Con này mà chỉ còn một cái cốt phi lê ở ngoài thôi ha. Là mê mẩn luôn mấy chị ha. Mê. Rồi. Lần đầu tiên mà con xưởng em nó biết may cái hàng đá này nè. Là bữa nay là em nói mấy chị em sẽ may. Để riêng 2 bao chưa? Hai số 3.
sai cái kiểu gì mà một bao số 1 còn một bao rồi lọt là mấy cục số 2 rồi lọt mấy cục số 3 là sao vậy gái? Má sao mệt với con là trẻ hết mẹ là cho sưởng cho ăn cho hết luôn. Để may á hả là không có đúng mẫu rồi. Cái con này đẹp lắm nha, nhất là khi mấy chị mặc vít, em đang may vít đó chị Thảo Ngô. À Thảo Ngô Thị Thanh, trời ơi Thảo Ngô Thị Thanh, tại nãy tôi tưởng tôi lộn. Tôi lộn, Thảo Ngô Thị Thanh. Trời ơi. Nè tôi đang may ra, tôi đang may ra cho mấy chị một bộ vít dài đi làm công sở ha. Kèm một cái áo khoác vít ở ngoài tay lửng ha. Kèm ở trong áo dây đá luôn, tôi may nguyên bộ luôn, tôi chấp nhận chiều cao. Tôi chấp nhận chịu giá tiền cao nha mấy chị nha. Chấp nhận luôn. Rồi con này của Song Anh 220 nè. Con này của Kim Liên 220 nè. Nhắn tin cho em nha, vào cập nhật, vào clip post. Em hút con Đặng Hồng Hạnh 2K3. Trời ơi, hút em nè anh. Hút em 3K ha. 1K3 thôi, khỏi còn 2K3 anh. Hút giùm cuộc đời em cái đi. Cái đủ máy em khổ banh lồn rồi vẫn khổ. Hút giùm cái đi. Bà nội cho em một cái 90kg trở xuống nhà. Ok chị trái tim Minh Lề nè, để em trả gì 250 bộ cho nó ớn em. Rồi trái tim Minh Lề 220 nè. Ôi đứt đáng đồng tiền luôn mấy chị ơi, nói thiệt bữa nào em sẽ may cho mấy chị đầm suông ha, mà phom dài dưới đầu gối tí ha, mà em đính đá đủ loại lên cho mấy chị, bữa nào em hút cho mấy chị nha. Đẹp không, mặc nguyên bộ xinh ha, mặc nguyên bộ tôi nói trai nó chết rập luôn. Rút ra giùm cho em một bộ màu xanh đi. Coi thử áo đá 100kg của chị Tâm Hường nè. 100kg em mấy cục luôn á. Áo đá 100kg của Tâm Hường nè. Đang may. Áo gì em? Áo em đang mặc là 220.000 chị. Trời ơi cô Tông đồ vải sướng lắm mấy chị ơi, vải sung sướng lắm. Ha. Đang mới báo xưởng may tối qua trên Trịnh Lê. Rồi đang báo xưởng may một bộ vest sát nách mà caro nữa. Nè. Nghèo thấy mà. Trời ơi bữa nay chơi luôn. Có áo đá rồi xong anh, bữa nay em chơi hàng cao cấp luôn. Chơi hàng cao cấp, chị nào ưng thì mua, không ưng để từ từ em bán em chơi hết ha. Nè cái bộ này nè mấy chị, là hồi đợt trước em đã may một lần rồi ha. Đợt cái cục hàng xanh là coi thử mấy size. Coi giờ coi cái màu xanh này trước đi. Màu xanh trên đó là số mấy con? Rồi màu xanh dưới đây là số mấy mấy lùng? Số 1 hết luôn hả? Số 3 này có 2 cục nữa. Rồi đây nè mấy chị, lên bộ này cho mấy chị nha. Lên bộ này cho mấy chị ha. Đó. Quần mặc là rinh ngố mà hết rồi thương ơi. Bộ này và em có 2 size. Chị nào mà mua bộ này bên em rồi á là sẽ biết cái chất lượng vải của bộ này nha. Cái bộ này ha, cái bộ này nó đẹp gấp 80 lần bộ hàng xuất lô. Mấy bữa mấy chị mua hàng xuất 2 bộ là 250 ngàn đúng không? Thì mấy chị tin em đi. Thì mấy chị tin giùm em đi, bộ này lụa nó còn đẹp gấp 80 lần đây. 2 bộ chỉ có 250 ngàn thôi. Mấy chị lưu ý giùm em nha. 2 bộ 250 ngàn. Em có size từ 60kg đến 100kg ha. Và em có rất là nhiều màu rồi, lấy ra mỗi bộ số 1 một màu đi. Cái này mấy chị gọi là màu xanh ngọc giùm em đi ha. Cái này là xanh ngọc rồi, mấy chị coi vải nè nha. Ủa mấy chị coi vải là mấy chị mê luôn, mê lắm. Rồi cái này là xanh ngọc nè. Rồi lên cho mấy chị cam đó, để đưa hết bộ lên rồi mấy chị chốt màu nha. Đẻ vải đẻ lắm. Cái này là màu cam đất nè, cái này là mã cam đất mà quần này không có sát háng nha. Con quần này không sát háng này. Cái này là cam đất nè ha. Rồi tiếp tục nè. Con này là mã vàng nè. Chốt bộ số 2 em. Màu xanh với cam đất cho xanh với cam đất cho Phạm Trân mình. Con này là mã vàng nè mấy chị. Ui mấy con này mọt mặt lên. Mê lắm mấy chị, con này là mã vàng nè. Ha, con này là mã vàng. Rồi, ủa mấy màu hết vậy? Mấy màu hết vậy? Quần mặt hết rồi. Thấy là trả lời 2 lần rồi đó gái. Quần mặc mấy năm rồi. Rồi còn một mã nữa là mã đen mấy chị. Rồi còn một mã nữa là mã đen. Rồi coi giùm em nha. Coi giùm em ha. Rồi Phạm Trân 2 bộ số 2. Cô cụt lại là đây là đàng hoàng nha con. Đâu đưa gì coi em. Cái mã số 2 số 2. 2 bộ 250 của Phạm Trân. 2 bộ 250 chị Ngọc. Nhưng mà chị Ngọc mà cầm bộ này cầm vải lên chị Ngọc mê lắm.
60 đến 100 kg có size. 60 đến 100 kg có size ha. Rồi đây hai bộ của Phạm Trân nè. 250 của Phạm Trân. 250 của Phạm Trân. Số 3 là mấy mẫu bộ dài. Còn đồ ngủ là số 1 ha. Bộ nào số 3 là cục nào số 3 đưa lại đây cho chị coi. Có mấy cục số 3 hết con? Cô kiểm tra ngoài này có mấy cục số 3. Rồi đưa mấy cục số 3 ra đây vậy. Có 86 kg hảo tròn. Hảo tròn này là có dấu nha. Hảo tròn có 68 kg chị. Có 86 hay 68? 86. Có chị hảo tròn. Nói chung là bốn mẫu này vải mê lắm. Bốn mẫu này là mấy chị về mặt không á? Đỏ đen. Bán cái game sao? Đỏ đen 86 kg lấy đi số 2. Bộ đỏ với bộ đen 86 kg của hảo tròn. Chị trả lời Thương là lần thứ ba là quần rinh ngố hết lâu rồi. Hết cái quần lọt này là hết mấy tháng rồi. Xanh với cam của Nguyên Phạm số 1 nè. Xanh với cam của Nguyên Phạm số 1 với lùng. Xanh với cam số 1 của chị Nguyên Phạm quận 12 nè. Mấy bộ này mấy chị mặc mê lắm. Rồi lấy cho Ngọc Trâm quận 12 ha. Hóc Môn nè Ngọc Trâm. Ngọc Trâm thấy quý vị cũng có Ngọc Trâm. Hai bộ màu đen với màu xanh số 2. Đen với xanh số 2. Cam với xanh mà. Cam đất. Ngọc Trâm. Con đọc của ai vậy? Ngọc Trâm. Đen với xanh số 2. Mấy chị chờ em một chút. Ngọc Trâm. Đen với xanh số 2 lẹ tí. Kiểm tra hai bộ nghe, hai bộ của Ngọc Trâm 250 nghe. Lấy cam đất với xanh ngọc 90 kg số 2 của cam Mỹ Lệ. Cam đất với xanh. Rồi đúng rồi, cam Mỹ Lệ hai bộ 250 nghe. Dạ ok chị Ngọc Hoàng chờ em dưới. Áo đá của Hoài Phương Tròn, trời ơi con áo đá này hôm nay mê lắm mấy chị. Con áo đá này hôm nay mê tít luôn. Rồi áo đá là của Hoài Phương Tròn 220 nè. Áo đá của Hoài Phương Tròn 220. Rồi Thị Huân lấy một bộ vàng với một bộ đen. Size số 2. Size số 1 là bé Lùng đang giữ ngoài này phải không? Thị Huân mà về mặc bộ này tới khi đi đẻ, tới khi bầu lớn mặc vẫn ok. À ngực 118 mặc vi vu chị. Em nói chị là giảm 110 kg cũng vừa nữa nè. Em cho mấy chị coi lại nha. Em cho mấy chị coi lại mẫu này hết nha. Mấy chị coi vải nè. Mấy chị coi giùm em cái vải cô tông lụa nè. Trời ơi nó đã lắm mấy chị. Nhưng mà mặc nó không thấy mập. Chị vô cho em đi diễn vô thôi chị. Hảo Tròn inbox cho anh xin trò con quần này nha. Đó em mới đưa cho mấy chị size nhỏ thôi. 60 đến 80 kg. Rồi chị Nguyên Phạm quận 12 lấy cho một bộ cam 86 kg. Lấy cho Nguyên Phạm quận 12 một bộ cam thôi. Rồi 130.000 của Nguyên Phạm quận 12 nè. Áo 2 dây đó chị. Xanh ngọc. Lấy số 2 xanh ngọc và cam. Từ từ bỏ bịch con. Nè đây mấy chị ơi, cái bộ vàng này mặc đã lắm nha. Cái bộ vàng nè, hồi nãy là xanh ngọc đúng không? Cái này là vàng. Cái này là vàng nè mấy chị ha. Nè. Cái đó là cao lệ ha, một mũ mít đúng không? Mũ mít là xanh ngọc và cam nè. Mũ mít bốn màu, tổng cộng bốn màu. Hai bộ này của mũ mít nè. Bốn màu chị, đây là cam đất nè. Cam đất ha, nhưng mà vải mê lắm chị ơi. Hai bộ. Nè mấy chị bỏ hết tất cả những cái mẫu kia đi. Không bằng một góc thằng này đâu. Mấy chị mặc kể cả bộ ngủ ren, bộ ngủ von màu đen nữa nè. Màu đen nữa nè ha. Nhưng mà nha, bộ ngủ này mấy chị đừng lấy đen. Bộ ngủ này mấy chị lấy màu đi. Về mặc thử đi là biết chất lượng của nó ha. Về mặc thử đi rồi biết chất lượng của nó liền. Ngay và tức khắc mấy chị ha. Cho hai bộ xanh và cam. Số 2 của Hoài Phương Trần. Xanh và cam. Hai bộ của Hoài Phương Trần 250. Ngay tay Yumi nè. Cộng vô 250 vô luôn, bỏ vô. Bỏ vô cộng 250 luôn em. Hải Nguyễn bốn bộ tung ngủ. Hải Nguyễn là chị Ngọc Lê hả? Hải Nguyễn Ngọc Lê đúng rồi. Rồi bốn bộ bốn màu. Hải Nguyễn số 1 hả? Số 1 cũng không? Của Hải Nguyễn. Số 1 bốn bộ bốn màu của Hải Nguyễn. Bốn bộ 500. Ngừng ơi ngừng. 82 kg được rồi, lấy số 1 vào đây.
Cái bộ này mặc vải đẹp lắm, Trình Lê y chang vải đợt đó đó ha. Rồi Ngọc Trâm lấy có bill rồi, có bill Ngọc Trâm quận 12 rồi. Có bill rồi chị ơi luôn bà. Con áo đá em đang mặc là 250.000 nha, tại em không có mặc áo ngực á. Thực tế làm như bị giống như mình sợ hồi hộp lên, sợ có vấn đề gì cứ bắt đầu đau tim từ đây lên tới bệnh viện luôn. Có hai size, size 60 đến 80 và 80 đến 100kg chị Hoa Tươi Xuân Hoa. Chị lấy, em nghĩ là chị lấy vậy nè, chị lấy 8 bộ số 1. Chị Hoa Tươi Xuân Hoa lấy 8 bộ số 1, 42 màu, là mỗi màu 2 bộ và 4 bộ số 2. Chị Hoa Tươi Xuân Hoa lấy 12 bộ đi. Chị Yên Mai giao bill cho em được không? Được, Bùi Ngọc Diện, được gái nha, được. Nhưng mà cái bộ này ha, em lấy màu gì cũng được, lấy rồi Trâm. Hồi chiều đi, hình như ông anh ở nhà ông nhận hàng giùm. Cái bộ này nha, riêng em lấy màu gì cũng được, lấy rồi. Riêng cái hàng này nè, là em nói mấy chị bộ nào mấy chị mặc cũng xinh và bộ nào mặc cũng đẹp. Nghe em đi, không bao giờ bán nhà lầu xây nhà cầu. Hôm nay, hồi nãy quên đăng cho mấy chị ha, là hôm nay em về cho mấy chị cái set rẻ. Hồi giờ mấy chị thấy trên mạng tụi nó bán set 140 đúng không? Thì hôm nay em sẽ bán cái set ra cho mấy chị 140 bằng tụi nó luôn. Nhưng mà em chưa biết chất lượng như thế nào, nhưng mà em lấy thử 100 bộ cho mấy chị. Thử chứ, phải thử hàng nha. Tại vì em bán cái hàng may ra một set 200 mấy quen rồi. Nhưng mà hôm nay em vẫn thử để cho mấy chị có một sự bò với cam 86 bộ cam. Nguyễn Thị Thu Trang Yên hai hộp trà giảm cân. Gửi hai hộp vào Trà Viên hay trà. Ủa Nguyễn Thị Thu Trang lấy giùm em hai bộ đi chị. Số 2 là size lớn, số 2 là 80 đến 100kg nha mũ mít. Số 2 mũ mít mặc thoải mái. Rồi rồi Nguyễn Thị Thu Trang chốt lại đi. Nguyễn Thị Thu Trang chốt lại giùm em cái ha. Nguyễn Thị Thu Trang chốt lại giùm em cái nha. Rồi bây giờ hôm nay sẽ lên cho mấy chị chưa? Từ từ. Hôm nay sẽ sale cho mấy sẽ lên cho mấy chị một cái set bộ 140 ha. Phải thử hàng cho để cho mấy chị biết chất lượng ha. Viên à. Viên. Viên lấy hai hộp trà viên đi con. Trong cái thùng trong trong ngay cổng chợ lột ngay cổng cổng kho. Hai hộp 250. Uống sau khi ăn sáng, uống mà để giảm. Nói mấy chị không muốn ốm mà mấy chị muốn giảm mỡ bụng thì cứ uống sau khi ăn sáng giùm cho em. Uống kèm một ly nước ấm ấm nóng nóng giùm cho em nha mấy chị nha. Nha. Nói rất là rõ luôn. Rồi, bây giờ em sẽ lên hàng giá rẻ cho mấy chị đi ha. Hôm nay hơi lên hàng giá rẻ cho mấy chị nè. Chưa biết cái gì luôn. Nhưng mà nghe đồn là chỉ có một size thôi. Chị lấy em. Ủa, ý con nói hai cục này là số 3 hả? Em mua giùm chị lấy em 6 bộ số 1 3 màu không lấy vàng. Rồi lấy số 1 em không lấy vàng. Thứ hai bộ rút rồi con. Và ba bộ con. Tí lên rút 3 bộ số 2 không lấy vàng con. Tí lên rút số 2 để dưới đây em mới lo nha. Là tổng cộng 9 bộ của Hoa Tươi Xuân Hoa. Bỏ bill vô Hoa Tươi Xuân Hoa giùm em 6 bộ. Nguyễn Thị Thu Trang cam và xanh. Lấy hai bộ trên đó cam và xanh của Nguyễn Thị Thu Trang. Rồi Nguyễn Thị Thu Trang em bóc cho địa chỉ số điện thoại Nguyễn Thị Thu Trang. Cái này 9 bộ đúng rồi. Tính khoảng 3 bộ đúng chưa? Rồi, hốt. Chốt bill. Chốt đơn. Cái bị trắng rồi mang tí. Rồi em lên cho mấy chị bộ này nha. Cái bộ này cái tay nó sẽ như thế này nè mấy chị. Cái tay này nó có đính đá nhỏ nè ha. Cái bộ này nó sẽ như thế này nè. Nhưng mà mấy chị ơi, mấy chị lưu ý giùm em nha. Để em thử bộ thử. Để em thử cái áo thử em biết size em mới bán nha mấy chị. Cái bộ này mà chị đang muốn hút sỉ là giá rẻ lắm. Bộ này Hoa Tươi Xuân Hoa hút sỉ được nè. Nhiều mẫu lắm. Nhưng mà bộ này là dưới 80kg thôi mấy chị ha. Những bộ này đều dưới 80kg. Em 88kg nhưng mà em mặc ôm được. Em sợ mấy chị không mặc ôm được ha. Rồi lên bộ này cho em nè mấy chị. Bộ này 140 kèm với quần. Kèm quần chính tắc nè mấy chị. Kèm với bộ dài quần dài. Kèm với mẫu quần dài nha. Rồi bộ này 140 mấy chị. Bộ này khoảng cỡ từ 62-63kg. Bộ này còn khoảng cỡ từ 62kg đến 80kg bộ này nha. Hàng này chốt giùm em là bộ
bộ thêu hoa, bộ thêu hoa này 140 mấy chị, bộ thêu hoa 140 từ 60 đến 80 kg thêu hoa. Chị nào chốt thêu hoa đen chốt giùm em thêu hoa đen 60 đến 80 kg thêu hoa đen. Bộ này 140, bộ này bán không kịp à, để lại mai bán không được tại bên đây đồ về nhiều quá trời, nay về mà 5-60 triệu tiền đồ mình khủng khiếp lắm mấy chị. Con Nguyễn Thị Thu Trang em bắt địa chỉ con ngồi chưa? Tí đưa một cái ba bự, có còn cái ba bự nào nữa không tí? Rồi con kéo ăn keo nè tí. Con ghi, bé lùng ghi quay ra. Đưa cái ba bỏ bên bên bắt tư là ghi xếp bộ 140 bỏ vô nè tư. Xếp bộ 140. Ghi bé lùng ghi xếp bộ như đẹp. Rồi ghi mỗi set một bao đi con. Set bộ giá rẻ. Ghi là set nè, set theo. Set theo 140. Rồi bỏ góc chút nữa dồn mấy cái bao này vô chung một cái bao bự luôn. Rồi lên tiếp set giá rẻ cho mấy chị nha. Từ từ bộ đó từ từ đi con, bộ đó từ từ đấy. Rồi tiếp tục nè, bỏ bộ này nè. Bộ này là 80 kg. Bộ này khi mấy chị mặc lên nó ren như thế này nha. Ra chốt giùm em bộ ren 60 đến 80 kg. Hồi chiều giờ giờ chị có bông có ghế nhà. Có ghế nhà lấy chày giùm con không? Bộ này cũng 60 đến 80 kg nè mấy chị, bộ này cũng dài. Bộ này cũng 140. Rồi chốt lên tiếp giùm em là bộ ren nha mấy chị nha. Bộ này chốt lên giùm em là bộ ren. Bộ ren. Mấy cái bộ này nè con. Là con bỏ hết trước phòng gì, con xách lên phòng gì đi. Trước cửa phòng gì. Rồi mấy chị chốt lên giùm em bộ ren nha. Bộ ren đá. Bộ ren đá này ở trước có viền nè. Ủa cái comment này nó bị đứng hay là mọi người không có comment gì hết chị ta? Mấy chị chấm chấm bút bút lên giùm em cái mấy chị. Rồi chốt lên giùm em bộ ren rồi con kéo anh. Kéo con ghi là bộ ren 140 luôn. Ủa mấy chị có coi livestream không? Để chấm chấm rồi mút mút lên giùm em cái đi mấy chị. Chấm chấm rồi mút mút lên giùm em phát đi. Hôm qua về xếp học trai mà bán nó sạch luôn mấy chị. Về được hai máy xếp bán sạch sẽ luôn. À, cái bộ này là bộ vest nè mấy chị. Bộ này bộ vest nhưng mà ngày hôm nay chiều hôm nay về 30 mấy xếp mấy chị. Nhưng mà bây giờ còn L và dưới còn L và XL mấy chị ha. Chốt bộ này cho bữa nay thôi buồn lấy cái nick là cái gì ta? Gì? Buồn thôi à. Nè ghi nhà ghi với Út Yên luôn nè. Ghi Trịnh Huỳnh Tú. Mở hoặc là thôi buồn á. Trịnh Huỳnh Tú không có dấu. Trịnh Huỳnh Tú không có dấu. Trịnh Huỳnh Tú. Sai này. À, bộ vét. Giá nhiêu quên này. 250 của Trịnh Huỳnh Tú. Xếp ghen này là 60 đến 80 kg nha chị Phi Tuyền. Nó may các hàng. À. Bộ vét đã Phạm Trân có chưa? Bộ này là ở trước là ren nè chứ. Ở trước là ren ha. Ở trước là ren nha. Quần kèm với quần dài chứ ơi. Kèm với quần dài. Đây bộ vest này. Trời ơi bộ vest này là coi như là bán. Coi như bán muốn tắt thở luôn á. Đang may một lô nữa size L với XL. Hơi bị đẹp mấy chị. Cái móc lên nha, cái móc lên. Ở nói cái bộ này là đẹp không có diễn tả được. Cái bộ này em nói thiệt với mấy chị là Nguyễn Thu Trang. Nguyễn Thị Thu Trang. Số điện thoại mới hả? Tại vì mới chọn con tay vô á. Cái địa chỉ thì đúng rồi nè. 26. Dạ, 140 của Phi Tuyền. Phi Tuyền nhiêu ký hả? Phi chọn vô đồ, gửi này qua vô duyên nhắn lại. Cái điện thoại chọn này gửi qua lại. Tết này bé nào chưa có Tết bé này bé nào chưa có tranh thủ chốt 250 mà nó đẹp mê lắm. Nó đẹp mê. Ủa không biết, không biết em có để bộ vest đổi cho bà Tuyết Nhung chưa ta? Rồi. Trời ơi cái bộ này nó đẹp bộ lắm. 140 hả? 140. Phi Tuyền 140 xin địa chỉ số điện thoại Phi Tuyền. Trời ơi cái bộ vest này á em nói mấy chị 100 chị nhận.
chưa chị nào chê bộ vest này luôn, chưa có chị nào chê bộ vest này luôn. Coi cái quần này mà chị, à có chị luôn. Chị Lâm, Lâm Ngọc Trang Anh, cái bộ này nè là giờ sao ta, giờ nếu chị Lâm Ngọc Trang Anh lấy thì em lấy một cái chị mà gọn nhẹ bỏ qua cho chị, size L là dưới 70 kg ha. Bộ này đẹp lắm mấy chị. Không biết là xong bao giờ nữa. Ý là vô cái comment sao chép cái đó rồi gửi vô đây. Giống như một lần thay vì em lấy thì chỉ quá. Xếp ra nói chị Phượng Dương hỏi mặc đi. Mai mặc gì? Áo đang mặc có size 100 kg. Trời ơi vải đẹp lắm chị Kim Tho Trần ơi, vải mê lắm luôn á. À, có size dưới 70, dưới 80. Anh ơi lấy cái bộ của con bác Út á. Lấy bộ của con bác Út hồi nãy anh Tư bỏ vô. Chốt cho Lâm Ngọc Trang Anh, Lâm Ngọc Trang Anh khách cũ khách mới. Em đặt trên bài đăng rồi thì phải. Không biết nữa. Hình như bộ này là nói em chị nói nãy Trình Lê, chị nói từ đầu like là Trình Lê chờ chị may thêm size 7. Cho thiếu size 7. Size 7 về không đủ. 250.000 của La, Lâm Ngọc Trang Anh. Hình như khách chị Lâm Ngọc Trang Anh mua đồ rồi hay sao? Rồi dạ. Qua. Đó. Đó. Bộ vest này bây giờ chỉ còn size dưới 80 82 kg và size dưới 90 92 kg. Em không biết là em để cho chị Phạm Trân chưa nữa, em nói thiệt luôn. Bị rối, cái bộ này bị rối cực kỳ luôn. Cái bộ này em bị rối loạn tiền đình đó mấy chị. Ha. Cái bộ vest này mấy chị dùng từ sao ta? À em nghe chị, chưa có chị nào chê luôn Ngọc. Thứ nhất là độ vải co giãn, tại vì xưởng khác là có thể may mấy chị mấy mẫu không co giãn. Nhưng mà xưởng em buộc lòng phải may vải co giãn. Ha. À. Hình như chưa đi hả? Rồi kiếm bill Phạm Trân ơi. Phạm Trân còn bill ở đây không? Còn bill mà. Vậy kiểm tra bill Phạm Trân thử có bộ vest 250 chưa? Ừ. Được rồi, ngoài bì rồi. Chị ơi, Thủy, để rồi, để hàng rồi, sáng mai em gửi hàng nha. Có chưa anh? Rồi, đây Phạm Trân vô, 250. Nếu Trung mà cứ gửi lại lên em nha Trân. Nếu chị Trân Trung thì cứ gửi lên em. Rồi Phạm Trân 250. Chị Nguyễn Thủy ơi, em gửi mẫu này cho chị rồi. À, cái mẫu đang like là chỉ có áo thôi chứ ơi. Chỉ có áo thôi chứ cái quần em thì từ đời Phú Lị, Phú Lai, Phú Lai Phú Kim hồi nào rồi chứ. Đây nè chị ơi, coi giùm em nha. Trời ơi, cái mẫu đang mặc thôi, nó là cô Tông 100% ha. Rồi chị đã lấy. Rồi chị đã lấy là gì anh? Chị ơi, cho chị xem mẫu đang like. Ừ đúng rồi, coi thử kiếm bill ở sau lưng, coi thử còn bill của chị Phạm Thị Thùy Mai không, hình như để chưa không biết hay lấy hồi bữa lấy lại rồi sao á. À bữa thiếu đồ nè chị. Trời ơi đá đẹp lắm chị ơi. Đá này là đá làm bằng tay luôn á. Em nghĩ là lấy ra rồi. Đó, đó, đó. Ngay cái cột cũng đó, ngay tay luôn á. Bao nhiêu tiền vậy? Lấy ra cũng được luôn á. Lấy bộ vest không? Rồi nó đó, nó đó. Rồi đây nè mấy chị ơi, quần lưới còn, chị quần lưới 106 còn nha chị Lâm Ngọc. Còn ở trên lầu gần có lấy thì em đem ra. Có set áo yếm, set áo yếm bữa nay em hết rồi ca bà. Set áo yếm bữa nay em hết rồi. Set áo yếm sale quá trời, set áo yếm thì mặc lên cỡ nào cũng đẹp. Mà sale cũng muốn phanh phát luôn á. Em sale muốn khủng hoảng luôn. Chưa biết mẫu này hôm nay về là mẫu gì. Rồi quần lưới bé bay lên, lên cái cục hàng ngay chỗ lưng chân cầu thang này. Dỡ lên coi thử cái quần nào mà 106 á. Cái quần thể thao lưới quần nào 106 thì rút xuống một cái. Trăm đi tiệc màu đen 100 kg. Chị Cảnh Hằng là chị phải đợi em. Là chị phải đợi em. Tại vì á, tại vì chị biết sao không? Đâu là 80 kg. Nguyễn Hương Hà. Nguyễn Hương Hà. Rồi Nguyễn Hương Hà 220. Cái này bị rớt ra sao vậy? Quần thể thao này là quần thể thao 160.000 nè. Con này đúng không chị? Phải phải con này ông Lâm Ngọc Trang Anh. Coi như nhà em là không có chốt theo kiểu công nghiệp mấy chị. Tại vì mấy mình là biết sai, mấy chị em mình là biết sai á. Chốt kiểu công nghiệp là không biết ai là ai, mà không có biết sai người ta nhiêu ký để bán hết á. Đây là chị. Con này đúng không cha? Rồi, chốt con này cho cái chị gì đó thôi.
Lâm Ngọc Trang Anh 160.000 là Lâm Ngọc Trang Anh. Thể thao lưới, chị nào chưa chốt thể thao lưới chốt lên giùm em thể thao lưới nha. Chị nào chưa chốt cái con thể thao lưới này thì tranh thủ. Tưởng đang bán cái gì vậy ta? Lên cho mấy chị một con mã sơ mi nha. Nó đó chị, hôm bữa em có mua chị gọi một cái rồi. Cái quần này mặc mê lắm, nói chung là dưới 80kg là mặc ok, 60-80kg cái quần này nè. Mấy chị mặc cỡ nào nó cũng đẹp, vải đẹp lắm, nó là hàng Quảng Châu mà. À, chị Thảo Nguyên muốn coi mẫu nào thì báo em nha. Nó là hàng Quảng Châu. Lên cho mấy chị một cái con sơ mi nha. Trời ơi, sao bữa nay lên đồ gì mà đẹp quá trời luôn. Bữa nay lên đồ mà em còn mê nữa đừng nói chi mấy chị nha. Lên đồ dày biểu sao mấy chị không đổ nợ cho sớm, em nói thiệt luôn. Lên đồ dày mà biểu sao mấy chị không đổ nợ cho sớm được mấy chị. Không biết mấy chị sống nổi không chứ em là em sống không nổi rồi đó. Không biết mấy chị là sống nổi không chứ em là em sống không nổi đâu nha. Rồi một con sơ mi 220.000. Cho xem thử quần lưới hả chị, đây quần lưới. Cái quần lưới này đẹp lắm. Nó là hàng Quảng Châu, cái độ vải co giãn nó mê lắm. Rồi con này là 65-80-82kg một size. Con này là sơ mi rộng nha. Chứ mấy chị nó sơ mi sao lấy rộng này em không có đồng ý. Con này là size số 1. Và còn một size số 2 nữa là từ 80-82kg trở lên. À, sơ mi này. Con này mà mặc với rin trời ơi chết. Hôm bữa chị đi ăn lẩu bắp bò Phương đúng không, là chỗ nào? Mẫu thể thao nè chị. Mẫu thể thao con này 85kg cũng vừa nè. Con này sao size lớn, con này số 5 size lớn nè. Trời ơi đẹp không. Tôi thấy bà Trịnh Lê chụp hình rồi. Số 2, 220 của Trịnh Lê. Đẹp quá mấy chị, con này mà tao nói. Dùng từ sao ta. Mặc với lại một con rin ha. Mà sao cái con người em không bao giờ mặc đồ chững chạc được kìa. Một khi mà tôi mặc con sơ mi này vô, tôi phải kiếm một cái quần rin. Rin mà rách tan tành chị dậu. Tao nói rách mà lên bờ xuống ruộng. Ừ, cái tính tôi nó bị khùng lắm mấy chị. Tôi không thích mặc đồ già. Tôi không thích mặc. Nhiều lúc đi họp phụ huynh em biết lùng. Trời ơi, quất vô cái đầm này đầu già quéo luôn. Mà bữa đó nó kêu em phải mặc cái bộ đồ vest này đi nè mấy chị. Trời ơi, thôi, bà nội. Trời ơi, lên trường đi họp một cái. Tao nói mấy chục đứa chạy theo xin chữ ký. Trời ơi. Đây nè mấy chị xinh nè. Trời ơi, cái tay cũng xinh nè. Cái tay cũng xinh nữa. Nói chung là con này dùng từ hoàn hảo nè. Con này xuất sắc và hoàn hảo ha mấy chị ha. Ôi xinh quá. Quá trời xinh luôn. Đấy mặc like luôn. Cái con thể thao này nè mấy chị. Tự nhiên nó có con nhỏ con rộng nha. Con này rộng nè. Con này chị nào 85kg cũng vừa nè. Khi mấy chị mặc vô bên hông này nó đẹp lắm nha. Nó rất là đẹp mấy chị. Nó đẹp lắm ha. Rồi bà Trịnh Lê bà cười kìa. Chụp thì chụp mẹ nó đi. Bảo Ngọc nhiêu ký. Tại em sợ không còn size Bảo Ngọc thôi. Rồi còn chị nào mà muốn chốt đồ ngủ thì cứ báo giùm em lên đồ ngủ nha. Dạ 160 chị Thi Hà. 160 từ 60-85kg vừa Thi Hà ơi. 92kg không vừa Trinh ơi. Nói cho mặc hai cái áo vô nóng thấy đĩ mẹ luôn. Hôm sơ mi hôm nay đẹp ha. Size 2 đó chị Bảo Ngọc, size số 2 là Ngọc nhiêu ký. Ngọc cứ đưa lên chiều cao cân nặng bên chị Yên đi. Ngọc mua đồ chị Yên chưa? Đưa lên chiều cao con nặng đi. Một cái bài gì bà bảo đi. Cho em xem bộ vest em mới mua. Bằng lăng tím nhiêu ký. Quần lưới 85kg của Mai Liên Tạ nè. 86 của Mai Liên Tạ. Nói chung hàng Quảng Châu Mai còn nhiều. Quần lưới size lớn của Nguyễn Hồng Nga. Mai Liên Tạ còn cái gì tặng hay là mấy chục ngàn gì đó lôi ra coi thử. 60.000. Mai Liên Tạ em còn một cái biêu chỉ ở đây 60.000 bữa giờ. Phi Quang lấy quần này nè. Bảo Ngọc rồi coi gì. À Bảo Ngọc là Phi Quang là size 90kg ha. Mai Liên Tạ có rồi nè. Rồi quần này của Nguyễn Hồng Nga nè. 160.000 của Nguyễn Hồng Nga. Rồi Hạnh Nguyễn em kiểm tra từng quần nha. Rồi từ từ em lên đồ ngủ cho Trinh. À
để tôi lấy size cho bà nghe. Tôi lấy size là bà yên tâm đi, chỉ có chặt cái mu tôi không bao giờ chặt cái vú. Rồi lên cái quần này cho ai nè? Quần này của Hạnh, Hạnh Nguyễn. Bé Lùng nhắn tin cho cô Hạnh Nguyễn, 160.000 một quần. Làm ơn đừng bơm hàng em nha mấy chị, tội nghiệp em lắm. Còn mấy chị cũng thương em, mấy chị tội nghiệp em lắm. 75kg bằng lăng tím rồi, em còn size của... Vest này em còn size 72-92kg nha. Em sẽ cho mấy chị coi vest lại. Vest này 250.000 nhưng mà mấy chị ơi, vải nhà người ta may không co giãn, vải nhà em may poly co giãn cực kỳ đẹp. Đây, trời ơi em nói mấy chị đẹp lắm. Em nói mấy chị mà em lên bộ vest cái là mấy chị nhìn là say đắm. Một chấm là say đắm, hai chấm là đắm say, ba chấm là ngất ngây, bốn chấm về nhà luôn ơi. Đêm nay ta phải đi chơi. Eo 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 eo. Đây mấy chị. Đây. Em nói thiệt á, vest này mấy chị mặc vô là chỉ có mê say thôi. Nó là tay con không phải là sát nách nha. Nó là tay con cho nên cái tay mấy chị nó sẽ ra tới đây ha. Không phải là sát nách, như này thì mới là sát nách. Còn cái này là tay tới đây nha mấy chị. Lưu ý giùm em ha. Rồi đây. 707 không gửi tin nhắn được. 707 được. Set vest này còn size 72 tới 82kg. Và 82 đến quần 160 của chị Kim Thị Phượng. Bà chị Kim Thị Phượng bà mua dễ thương lắm. Đẹp. Ai chỉ bà qua tôi mua hàng và bà mua cái nết bà dễ thương muốn chết à. Bên mình là không cho xem hàng. Dạ đúng rồi chị Yến. Nói em nói chị Yến nghe nha. Chị Yến mua bên em không cho xem hàng. Nhưng mà em chụp hình bill qua là chị thấy cái bill vậy là chừng nào cái bill đó chị mới nhận hàng bên em. Và nhận hàng bên em là không bao giờ chị bị lừa. Hàng bên em nếu mà chị mua hàng chính quy như thế này là em cho chị đổi trả nếu chị à mua lưới 90kg không. Nếu vừa thì là sẽ vừa rồi nhưng mà chị mặc nó sẽ nó ôm cái mu đồ vô nó kỳ lắm. 85kg thì chưa chốt mà. Bằng lăng tím chốt gì đâu. Chưa. Ấy là cho coi cái đồ đó. Thấy 2kg là cho coi bộ vest, tại bộ vest mình hết size nhỏ rồi. Chị Yến cứ theo dõi em. Em tối tối là em like đây nè, chừng nào chị tin tưởng em chị hãy mua nha. Rồi Bùi Thị Ngọc Trinh là 250. Cái set vest này đẹp lắm. Em đang may thêm hai size, size L với L là dưới 72 và dưới 82kg ha. Chứ bây giờ là ở nhà là không cho xem hàng mà chị yên tâm, hàng ok lắm. Chị mua thử một lần đi, em mới nhận hai áo thun giấy giờ thun tộc cực kỳ đẹp. Dạ ok chị. Bộ vest chị bộ vest nhiêu ạ? Dạ bộ vest là 250 nhưng mà quần lưới của Thảo Nguyên nè, Thảo Nguyên đó. Rồi còn một cái quần lưới cuối cùng của chị Thảo Nguyễn luôn. Rồi. Em sợ cái bộ này mà chị Phạm Trân mặc XL là nó bị hở ngực giống như em hồi bữa em mặc hồi live Trân nha, chị Trân nhớ không? Đó, sợ vậy thôi. Cho nên phải mặc thấy trời ơi, tùy set bà nội ơi. Hai cái set kia bà mặc ôm thì được. Nga cái set này mà bà đòi mặc ôm sẽ chết luôn á. Sẽ chết chứ sống không nổi đâu. Mặc thay thì chị trời ơi, đợt này tôi ra một lọt đầm có tay không heo mấy bà chết với tôi. Mấy bà chết trên trụ điện với tôi hết. Không có chết được dưới trụ điện đâu. Hồi tối qua có ôm đồ chụp hình lên trển không? Ôm nha, nhớ ôm nha. Rồi cái hàng này nè. Cái hàng này tí để nay cầu thang là chút bi đem lên lầu nha. Từ từ nha. Rồi lấy 4 bộ ngủ 4 màu số 2 bỏ trên cầu thang đi. Để mai bé cho nó, mai mốt bé cho nó quay chụp hình. Rồi lên lại bộ ngủ cho mấy chị nha. Chị nào mà đã từng mua bộ ngủ này bên em cách đây khoảng cỡ mấy tháng năm rồi. Mấy tháng à, 7-8 tháng à. Thì mấy chị lưu ý giùm em nha không. Mua từ lúc qua nhà mới khoảng cỡ 4-5 tháng nè. Thì mấy chị lưu ý giùm em cái bộ ngủ này ha. Thứ nhất nó là cô tông lụa, vải mê lắm mấy chị, vải rất là mê. Em có màu đen, em có size từ 60 đến 100, thì em có màu đen ha. Em có màu đen. Có hai chị luôn. Em có màu cam đó. Áo em mặc có size 100kg luôn. Em có màu cam đó, cứ hai bộ là 250.000, hàng bảo đảm chứ ơi. Lần nào bill của em cũng trên 1 triệu, không đổi trả bất kỳ cái nào, tại bà mua dễ đó. Cam đất nè, Hami cũng mua dễ. Nói chung là đa số là những chị bây giờ đang trụ đây là mua rất là dễ luôn. Rồi đây là bộ màu vàng nè. Có mua trả góp, có chị. Có chị coi thử ai mua em về nuôi trả góp, chị bán luôn em giùm cái đi. Bộ này là vàng ha. Cái bộ vàng là cái bộ vải rất là đẹp. Còn cái này là áo đá em đang mặc. Con này là 220.000 lại tốn tiền.
và chúng ta nhịn ăn để mua đồ đi thôi nữa. Đây mấy chị ơi, tiếp tục là bộ rêu Asana xanh ngọc ha, xanh ngọc. À, quá trời, mặc một lần, mặc một năm chắc chế ơi, nhớ đầm 100kg của em nha. Nè chị Cảnh Hằng lưu ý nha, bấm theo dõi giùm em cái. Em may cũng cỡ 3 tới 4 ngày là có đầm đó lại đó. Tại vì đi đính ngọc trai bằng máy á, là em vừa đăng hình lên lại là mấy chị vô comment liền là để chị liền nha chị Cảnh Hằng. Chứ em không có nhớ hết. Ví dụ như là em nói mà theo mấy chị, em nói giống như là nói là ừ chị ơi em nhớ để cho chị, ừ có gì báo, là không bao giờ, không bao giờ nói giống như là nói suông theo mấy chị thôi. Rồi ví dụ như mấy chị vô hỏi em rồi xin lỗi quên, còn em không có vậy, em nói không nhớ được đâu. Cho nên là đó, đây mấy chị, bộ này là bộ xanh ngọc mà vải mê lắm mấy chị. Giờ vải bộ này em đâu có biết diễn tả sao cho mấy chị đâu. Nói chung là nó rất là đẹp mấy chị, rất là đẹp. Đó đại khái là nó đẹp. Và bốn bộ ngủ này em nói mấy chị vải mê lắm. Cho em một bộ chị cầm nhé, màu đen nữa, một bộ cầm nữa. Lần sau đừng có comment, cái comment là bộ ngủ, bộ ngủ này của Chu Lương là 130.000 lấy size số 2. Size số 2 của Chu Lương màu đen. 130.000 của Chu Lương là inbox địa chỉ số điện thoại Chu Lương ơi. 130.000 của Chu Lương. Rồi Kim Thị Phượng. Ca cam đất vàng đen xanh ngọc, bốn bộ số 1 của Kim Thị Phượng. Chưa có riêng cục cân. Chưa có riêng đâu cục cân à. Mai xét quần đùi em mặc nó. Dạ đúng rồi chị Trang, phải mai xem trẻ. Vừa chín tấc vừa dài vừa đùi chị. Rồi 4 bộ. Rồi 4 bộ của, 4 bộ của ai? Rồi lấy bộ ngũ vàng cộng xanh của Lan Ngọc Trang Anh. Ngay tay con luôn với lồng số 1. Đó rồi ok. Bộ gì quên mất mẹ rồi. Lan Ngọc Trang Anh. Lan Ngọc Trang Anh 2 bộ vàng và xanh 250.000. Rồi 4 bộ ngũ của chị Bảo Ngọc là nick gì quên mất mẹ rồi. Phi Quang. 4 bộ số 2 con. 4 bộ số 2 500.000. Rồi, bốn bộ ngủ của Phi Quang nè, khó rồi ok. Rồi cho bộ xanh ngọc số 1 con. Mua đồ gì em ghiền, hết tiền luôn mà cũng ghiền. Chứ tối em không gặp mấy chị em cũng buồn, mà mấy chị không gặp em mấy chị cũng buồn. Kim Liên 130. Đó. Quần mặc hết lâu rồi Chu Lương. Mấy con này kiếm không có đâu. Tôi chuẩn bị về một lô quần riêng rách nè. Chuẩn bị về lô một lô riêng rách luôn. Rồi lên lại bộ ngủ lần nữa rồi bắt đầu em lên xếp bộ cho mấy chị. Nhưng mà xếp bộ này mấy chị ơi, chỉ có 60-80kg thôi, nhưng mà hàng 140 là mấy chị biết rồi, không thể nào bằng hàng 250. Nhưng mà tính mức độ để mấy chị mặc ở nhà và lao động là em nghĩ là ok, không đến nỗi nào, vải cũng rất là co giãn ha. Áo Nguyễn còn ở đó không? Xem rồi, để tao ba tính để nói để thử. Chị Đào Nguyễn ơi, một phút nữa xem, em xem rồi chưa cho. Chị Đào Nguyễn, một phút nữa em không có địa chỉ và số điện thoại của chị là em xả bill nha. Rồi lên lại đồ ngủ cho mấy chị một lần nữa nè. Xem nãy giờ có 10 con. Dạ 250 hai bộ. 4 bộ ngủ size số 1 của cô Ngọc Mai Trắng. 250 hai bộ là tính ra 130.000 một bộ mấy chị ơi. À. Có 90kg chị. Bộ này là cam đất nè. Bộ này là cam đất nha. Mấy bộ này mấy chị mặc lên vải mê lắm. Bộ này là vàng. Bộ này là vàng. Bộ này là đen mấy chị. Nè mấy chị ơi, cầm cái bộ đồ ngủ lên mặt là sướng. Sướng hơn ôm trai ngủ hàng đêm luôn mấy chị. Thiệt. Sướng hơn ôm trai ngủ hàng đêm. Bộ này là đen nè. Và lên một bộ cuối cùng là xanh ngọc. Em cảm ơn mấy chị nha. Nói chung là 3 tháng nữa mà năm sinh đẹp nó không cải thiện là em buộc lòng em phải mổ cắt bỏ vậy thôi. Mà em nói chuyện cuộc đời mà đi lên mà thấy cái sinh tuyến với lại cái làm bát đó hả, mà nó không là giống như hàng độc đó, là coi như không phải ung thư, là coi như là giống như mình được sinh ra lần nữa mấy chị. Để cho ngon phương cái đầm đó rồi mà đang may thêm cho khách bốn bộ ngủ đây nè mấy chị, bốn màu. Mà em nói mấy chị nhân mặt màu nào cũng đẹp thật sự luôn. Em có size từ 60-100kg mấy chị, chỉ cần chốt màu kèm số ký là em lấy cho mấy chị hai bộ 250, cứ vậy đi. Bữa nay chắc cũng có like lâu đâu mấy chị ơi, đuối nguyên ngày ở bệnh viện đuối thiệt, like không nổi đâu mấy chị. Mấy cái màu này là con à, tí à. Sơ mi chị nào chưa chốt sơ mi tranh thủ chốt sơ mi 220 nha. Hai cái bao này cũng đem lên lầu đúng không? Đúng không? Còn bao nữa nè con. Rồi con đem trước nè, ba cục nữa nè. Bỏ trước cửa phòng gì luôn nè. Còn không ba cục rồi nè, à, giờ bỏ đâu giờ đi nè. Cũng
Nguyễn à. Size 4. Thảo Nguyễn nhiêu ký vậy Thảo Nguyễn? Thảo Nguyễn nhiêu ký vậy? Bốn màu gì Liên? Màu vàng, màu cam đất, màu xanh vàng, cam đất xanh à. Màu da ráng ráng như mấy chị. Có gì trưa mai mình chị em mình gặp nhau hoặc tối mai nha mấy chị. Tại ham á, ham đi bill á. Phi thiền à. Cam đất vàng dạ. 62 kg. Phi thiền. Đây nè anh ơi. Rồi con lấy bé. Phi thiền đây. Chưa hôm nay mới đi khám bệnh về luôn á. Số 1 à. Em ghiền chị hôn chồng em luôn. Đừng ngang, đừng ngang bà Phượng, đừng ngang. Phi thuyền lấy cam đất và vàng. Cam đất và vàng. Liên, chị Liên lấy 4 bộ nhiêu ký báo em nha. Rồi 2 bộ 2. Rồi lấy bộ của Trang Nguyễn Đồng Nai con. Vàng với đen, lấy vàng với đen của Trang Nguyễn Đồng Nai. Đó Trang Nguyễn đó, phải Trang Nguyễn Đồng Nai hả? Trang Nguyễn là Trang Nguyễn gì đây? Trang Nguyễn cho xin địa chỉ số điện thoại Trang ơi. Trang Nguyễn này khách cũ mà. Khách cũ luôn. Trang ơi, Trang Nguyễn hai bộ 250 nghe. Sáng ghi bên bịch vàng và ghi bịch đen chi cho không thấy vậy trời. Rồi cho 4 bộ của chị Liên, Liên nhiêu ký quên rồi. Em ơi, Liên ơi, chị Liên nhiêu ký rồi Liên? Liên cho giùm em lên cái loại số ký nha. Rồi Thảo Nguyên lấy mấy bộ vậy? Thảo Nguyên lấy xanh ngọc và vàng. Thảo Nguyên lấy 2 bộ chưa vậy? Thảo Nguyên bị mê luôn. Lấy 2 bộ của Thảo Nguyên xanh ngọc và vàng đi. Chị Thảo Nguyên mà về mà ưng cái mẫu này bên em á, chị Thảo Nguyên đặt sĩ đi, giá mê lắm. Giá rất là mê. À, anh Phước mới nói Facebook chị bán hàng dữ lắm. Cái bộ này mà chị Thảo Nguyên ưng á là đặt sĩ đi. Sĩ hàng hàng này mê vải mê lắm. Chị cứ mua thử đi. 4 màu Liên Nguyễn ơi. Cho lên em số ký nha. 90 ký hả? Rồi 90 ký 4 bộ số 2 tí thôi. Chị Liên Nguyễn mua hàng em lần đầu hả? Rồi bà Phấn Ngô nè, Phấn Ngô bà khách mời nha. Chốt 2 bộ ngủ 75 ký để em lựa màu cho Phấn Ngô nha. Rồi 4 bộ của Liên phải không? 4 bộ của Liên nè anh ơi. Liên Nguyễn 4 bộ. Rồi 4 bộ 500. Rồi lấy Phấn Ngô 2 bộ ngủ con. Lấy bộ cam đất với xanh ngọc. Rồi Phấn Ngô nè, Phấn Ngô khách cũ nè. Phấn Ngô mới nhận một bill hồi bữa con bộ đồ trong này nè anh ạ. Em kêu từ mới gửi sáng luôn hả? Rồi ok. Dạ 90 ký có rồi chị Liên, Liên bóc cho em nha. Trang Nguyễn nói anh 7 trừ cái quần 108. 03 Ngô Quyền nói anh 7 trừ tiền cái quần 108 nha anh. Cho đọc tin nhắn thử nha. Dạ chờ chút kiểm tra liền. Kiểm tra liền. Em bên em 4 năm xưởng luôn chị Thảo. Nhưng mà nói thiệt sự nghe, nói thiệt trong lòng luôn. Hồi giờ không có sĩ, sĩ em ít lắm. Tại vì sĩ cứ rên rỉ kêu em bán ngược lại không, em mệt quá à. Em hay bị động lòng á. Mà ai hỏi sĩ em bị dễ bị tụt nấng lắm á chị. À, chị ơi bên chị có sĩ không? Vân vân và vân vân xong cái biết nói sao không? Cái nói gì nè. Cái xong tôi nói em lấy sĩ rồi cho chị số điện thoại. Cái bắt đầu tôi gọi điện chứ. Tôi nói em lấy sĩ mà em bán like hay là bán shop? Ồ, hồi giờ em bán chưa? Rồi chị nói thiệt, cái thời điểm bây giờ em lấy sĩ là nó nhiêu khê lắm. Em phải cẩn thận củi lửa. Cứ mình cứ sợ người ta có vốn 1-20 triệu. Rồi người ta bung ra người ta cục vốn á chị. Rồi làm lại để dành lâu lắm. Em cứ hỏi vậy á. Mà em cũng nói thiệt tình, em nói cái thời điểm này mà mấy chị mà thấy người ta bán like được, mấy chị mua về bán like là mấy chị chết. Tại vì thời điểm này mới vừa dịch xong, người ta không có tiền, xuất nhập khẩu thì cũng không được. Mà mấy chị rước về là mấy chị chỉ thấy tồn tại những chị bán like kỳ cựu thôi. Mấy chị không thấy được những chị đã chết vì bán like. Đó. Cho nên là ví dụ như 100 chị bán like thì nó sẽ tồn khoảng cỡ 20 chị. Nói thiệt lòng luôn, là tồn hai con đó là dùng từ là miệng ăn, miệng nói, miệng gói, miệng mở, miệng học á. Miệng học, miệng bóc, miệng lẫm. Đó là tồn tại những cái người mà miệng đằng tay, tay bằng miệng đó mấy chị. Nói thiệt lòng luôn. Ha. Còn bán cái kiểu mà lưu manh mà bóc đằng chó, bóc đằng bằng bằng đông mà bán đằng tay mà ta nói ăn đầu sống mà nói đầu gió là mấy mẹ đó cũng chết hết rồi, không có tồn. Còn mẹ nào chưa chết là mấy mẹ đó đang lặt lìa đó. Ha. Còn nói chuyện mà buôn bán để mà phốt để nổi tiếng là không có đâu mấy chị.
Mấy chị thấy cái con người mà người ta bị phốt hoài mấy chị cũng ớn mua nữa. Tại vì sao, khi mà những cái người đó buôn bán mà bị phốt rồi là tới khi mấy chị chưa bị mấy chị sẽ ngồi cười đắc ý, nhưng mà tới khi mấy chị bị thì mấy chị sẽ rất là bực bội đó. Thì vậy á. Rồi lên con Sammy 220 nữa, mình nghỉ nè, mình nghỉ. Hồi nãy giờ để mấy bộ đồ chụp mình thấy bốn bộ ngủ với lại bộ áo đá hả tí. Rồi lên con Sammy cho mấy chị nha, Sammy này xinh lắm. Còn cái hàng cái bơ hết lâu rồi không con? Cái đó để em hồi ghi vô số mấy để đi là... Áo đang mặc dưới 70kg của Trang Võ, 220 nha chị Trang. Trang Võ khách cũ, khách mới, khách cũ. Trang Võ khách cũ nè. Trang Võ 220. Rồi lên cho mấy chị một con sơ mi này nha. Hay làm gì làm cho tôi cũng có một cái. Em mua nhiều rồi, chỉ có bên chị là ok nhất. Ủa vậy hả chị Phượng? Không, nói thiệt lòng luôn chị Phượng, nói thiệt lòng luôn. Nè, mới đặt 4 bộ đồ nè. Mới đặt 4 bộ đồ là 1,2 triệu với lại tiền ship ha. Gần 1,2 triệu tính luôn tiền ship. Mà về cuối cùng em mấy chị thấy không? Em bán lại cho mấy chị có 100, 150 chứ nhiêu. Em lỗ 400, 500 á mấy chị. Thiệt luôn. Chứ cái hàng mà không có giả em bán em ngại lắm. Thiệt sự luôn chị Phượng. Đây nè, con này đẹp phải không? Con này đẹp quá trời. Con này nha chị Phượng, biết sao mặc một con quần lửng lên, đừng có đóng thùng mà mấy chị cột vậy nè. Một là mấy chị cột vậy ha, hai là mấy chị một cài dép, một cài ở ngoài. Thì con này quá trời xinh luôn Kim Phượng nè. Thiệt sự luôn, con này mấy chị, nếu mà mấy chị có tiền mấy chị muốn đi đường quyền cũng không có hàng để đi nữa. Kim Phượng nè. Con ghi sao, con kiếm con kia, con ghi bao số 2 thôi anh tí. Một bao với hai màu. Trời, bữa nay nó biết làm mà thờ ơi, thờ thương tôi. Tụi nó nghĩ chắc tôi sắp chết rồi, nó biết làm mà trời ơi là thờ. Còn cái ăn nữa, chừng nào trầu Phật xây chuyển giùm cái ăn của nó cái. Vừa Phạm Trân bà lấy sai tôi thôi. Có bao nhiêu ký ăn A Kim ơi. Nè Phạm Trân 220 nè. Thiệt, làm như trầu Phật thương tôi xây chuyển tí hay sao trời ơi. Thiệt luôn á. Bữa nay là tôi bắt đầu là tôi quyết định rồi, tôi sẽ không ra hàng theo ý tôi nữa. Mà tôi ra hàng theo, tôi sẽ đi chôm hình, phiêu tôi đi chôm hình của mấy con like. Đó. Dạ A Kim một cái là 220. Cho em xin địa chỉ số điện thoại. Thiệt, tôi bữa nay tôi sẽ lên những cái phong cách trẻ trung cho mấy má. À rồi từ từ ha, tôi sẽ làm lại từ đầu hết. Cái con này sơ mi này hoa bỉ ngạn mặc là mê nè. Thiệt luôn. Sơ mi hoa bỉ ngạn nè, 220 của hoa bỉ ngạn. Khách cũ ghi Facebook Ý Yên ơi. Hoa bỉ ngạn cho ba số điện thoại đuôi sau. A Kim inbox cho Yên xin địa chỉ số điện thoại nha. Rồi chị nào chốt bộ ngủ nào, bốn bộ ngủ xếp lại đi con. Tí kiếm anh kêu số 2 nha con, bộ ngủ số 2. Đi hai bao ở trển, bỏ nhà dưới. Hai bao đó bỏ nhà dưới, một chút nữa số 1 này là bỏ chỗ ngay chỗ chút cưới kiếm. Có quần tay nào nữa không, em lấy hai cái. Mùi mùi hả? Còn quần tay. Mùi mùi. Để lên hôm qua chưa lấy quần tay hai lưng đúng không? Một trong hai đứa nên lấy giùm gì cái quần ngọt, cái một hai cục quần tay xuống đây cho dì la cho con mùi mùi chốt hàng mai đi luôn rồi. Để tôi chôm hình. Ừ đúng rồi, mấy bà ưng mẫu nào mấy bà cứ chôm hình đi rồi gửi qua tôi. Yên yên tôi mới chôm được mà tôi thích mẫu được quá. Ừ rồi là tôi sẽ ngồi tôi ngâm cứu cho. Tôi ngâm cứu cho, tôi nói ừ cái mẫu đó có thử được không, đi thị trường sao, vải vóc sao, ok không, là mình quất liền mấy chị, quất liền ha, quất liền. Trời ơi, làm như bữa nay thì nó biết tôi sắp chết hay sao nó biết làm hết. Trời ơi, chết. Biết lâu rồi nó giấu à. Không biết gì nhà gì dưới con bồ nó có kẹo nhớt, con có bị trúng gió kẹo nhớt, nó ra bớt nhớt không. Trời ơi, nó lùa. Lý Thảo là ai? Nó là lùa, không dễ. Mà chị thấy không, tay số 1 mà em mặc để như thế này rồi. Nhưng mà sơ mi nha là mấy chị phải mặc rộng như thế này. Mấy chị đừng có mặc ôm và đừng có mặc tròn. Sơ mi là phải mặc rộng. Con này mà mấy chị mặc sọt không cũng đẹp nữa. Em nói thiệt, con này mặc sọt không cũng đẹp. Con này chứ còn em nói mấy chị nè, mặc cái quần rin 7 tấc nè mà rất tè le dày nó cũng đẹp nữa ha. Còn cái gì phải mặc sọt mấy chị. Em là hết thòn mặc sọt, còn hai cái đùi em nó chảy mỡ ôm. Anh
Rồi bây giờ lên quần rin nè mọi người ơi. Á lộn, lên quần tay nè. Nhưng mà thông báo nha, số lượng còn rất là ít luôn. Quần này quần hai lưng hả con? Quần hai lưng hơi bị đẹp Tiên ơi. Dạ đúng rồi chị Trần Hà Thuy, quần hai lưng coi như mê luôn. Em có cái mẫu này không biết qua chị Trần Hà Thuy có lấy đây nè. Mẫu này qua chị Trần Hà Thuy chưa lấy. Baby lên lấy cục quần hai lưng em. Cục đó còn 10 cái còn nguyên luôn á. Lấy cục quần hai lưng xuống. Nè chị Trần Hà Thuy ơi, chị coi cái quần này nè. Cái quần hai lưng nó đã đẹp đúng không? Cái quần này nó còn đẹp hơn. Đây. Cái con quần này nè chị Mùi Mùi, cái con quần này nó còn đẹp hơn. Thôi bỉ ngạn 100 kg cái quần. Em biết cái quần kia chế mặt giường. Thôi đừng lấy. Để từ từ em về rin là để tối em lên em hỏi kho coi thử có rin 100 kg em lấy cho mấy chị. Ma gửi bill Phạm Trang luôn hả? Cái con quần này 200 nè mấy chị, nhưng mà đã lắm nha. Con này là khoảng cỡ 68 kg đến 85 kg. Giờ cái áo đá đang mặc cho em coi đây. 220 mà đẹp lắm Phượng ơi. Nè chốt con này đi để chừng nào có áo ngọc trai nè. Đẹp không? Áo ngọc trai gửi luôn. Nè đang mặc nè bà nội. Nhưng mà tại do không mặc áo vú thấy xấu thế mẹ. Hồi nãy để con sơ mi chưa? Chưa phải không? Rồi để con sơ mi lên trên cầu thang. Chút chị Bi đem anh Lầu chụp hình luôn nè. Áo đá có rồi phải không? Con sơ mi đúng không? 4 bộ ngủ đúng không? Bộ vest chị ơi. À rồi ok. Rồi đây nè mấy chị. Cái con này là mấy chị nè. Chị Mùi Mùi lấy quần này nè. Cái con này hai bên túi nè. Hai bên túi xéo. Hả? À. Mới đi bệnh viện gì luôn. Đồ ngủ 4 bộ để vô lại lại coi. Bộ vest để phát vỏ rồi lên lấy hàng đi nha. Đây nè mấy chị. Ha. Đây. Rồi. Chị nào chốt con quần 2 túi 200 chốt lên giùm em con quần 200. Còn ba này lại bên mình. Còn hai lại luôn. Thấy Nguyễn Trân thấy nè. Thấy. Cái con áo đá lần đầu tiên nè. Nguyễn Phượng lấy hai vậy chị nè. Nguyễn Phượng quận 12 nè. Hai con áo đá này vải đẹp lắm chị Phượng. Phượng ơi vải đẹp lắm. Nè lần đầu tiên nhà tôi làm áo đá đẹp không? Bữa sau tôi lại làm. Để lấy hai cái cho bà nội nha. Cục này không phải bây giờ. Lấy cái lên kiếm cây quần tay ngay đó luôn. Còn có cục đó nữa. Còn một cục quần tay nữa rồi đưa cái này đây. Rồi chốt cho Mùi Mùi cái này nè. Quần tay này 90 kg không vừa đâu. Quần tay này 85 kg chị Hồng Nguyễn Thị mặc ok rồi. Nè em xuống cái quần hai lưng này chị mặc vừa nè. Quần này của Mùi Mùi một cái 200 nè anh. Rồi cổ nó lại đi. Chị nào dưới 75 kg em cũng có quần. À. Bị nhau sơ vô lít tưởng đâu là mổ rồi đó gái. Chuẩn bị hết tiền bạc là công việc phát xếp hết trơn rồi. Giờ lên bác sĩ nó 3 tháng nữa. Rồi Mùi Mùi 200 cái bill còn ở trong đó Mùi Mùi ha. A Kim. Buổi trưa em like 2 giờ, buổi tối like 8 giờ rưỡi nha A Kim. À, không mua vô chơi cũng được. Thao Nguyễn nè. Thao Nguyễn 200, quần 200 luôn. Lấy em cái quần gì đang mặc hết rồi con ơi. Đúng rồi quần hai lưng rồi con. Đây nè quần hai lưng nè, 70 đến 90 kg nè. Mão Hoàng một cái con. Mão Hoàng một cái nè. Mão Hoàng 200. Cái nữa. Thông cảm, có giãn hết á. Mới đi bệnh viện về video thiệt. Đừng có chửi tôi, bà đừng có chửi tôi. Bà có thể chửi tôi bầm dập được, nhưng mà đừng có chửi nữa. Mới đi bệnh viện về luôn thì thiệt lòng luôn. Đừng chửi nhiều, ý là đừng chửi nhiều. Chửi nhiều bị tổn thương. Người cùng bà mẹ đó. Bỏ đi cho kêu con khác đi. Nguyệt Thu 200. Ở lộn Nguyệt Thu 220. Không để cho em gì hết. Nè quần hai lưng là 70 đến 90 kg nè. Đây 200 ngàn quần hai lưng. Tại sao kêu hai lưng? Cái lưng đó nè. Có đá ở trước nè. Chốt giùm em quần hai lưng. Quần này đẹp lắm. 70 đến 90 kg quần hai lưng. Em còn cái này chưa tới 10 cái nha. Quần tay này em còn chưa tới 10 cái. Nè chốt cho Mùi Mùi một cái nữa nè. Chốt cho Mùi Mùi một cái nữa nè. Mùi Mùi có bill chưa? Mùi Mùi có đó. Bịch vàng sau lưng bịch hồng á. Thì nó cũng vậy tùy, nhưng mà tại vì gia cháu uống thuốc và điều trị nội tiết xong rồi kèm thuốc nhập đâu. Chị Nguyễn Phượng ơi. Đúng rồi, Nguyễn Phượng ở đây. Hóc Môn quận 12 anh à. Nguyễn Phượng Hóc Kiến hả? Ừ. À. Rồi con này của Mùi Mùi nè. Mùi Mùi 200.
Rồi mỗi mỗi 200. Rồi mấy chị ơi, mấy chị ơi, cái con này là chị nào nên lấy nè? Hồng Hoàng Nguyễn Thị hai cái là 400 của Hoàng Nguyễn Thị. Con quần này vải mê lắm, nhưng mà đặc điểm của quần tây bên em mấy chị mặc lách từ đây xuống bến Ninh Kiều, quần không rách không đứt chị. Cái hàng này may mê lắm Hoàng Nguyễn Thị nè, cái hàng này may rất là mê. Trời ơi, sao bữa giờ em cảm giác hai ba ngày nay em cảm giác cái cục trên này nó rớt trên đầu em không nè, cục trên cao á, nó rớt xuống cắn lử đang lý lử chữ thằng nào nó cắn lử rớt lử chết mẹ luôn. Quần tay của Tân Beo nè, chưa hôn cho ngày nó đi hôn, hứa luôn á, mai vô tôi bù cho nghe. Rồi Tân Beo một quần. Thôi hai người đừng có ghẹo nữa. Minh Xu Hồng hai cái nè, Minh Xu Hồng hai cái 400, Nguyễn Hồng Nga một cái, vừa ta nói đùi cỡ này cũng vừa. Rồi Nguyễn Hồng Nga làm 200. Ông Lâm đi đi. Trần Tuyền review mới nè, Trần Tuyền review mới 200 vừa. Con đúng một cái, ai còn đúng hai cái. Nói chung là quần hai lưng này mê lắm. Mê. Nè mấy chị coi cái vải em kéo nè, mê chưa? Cái quần này mà mấy chị, trời, chị Thủy Lâm biết là bữa giờ nói sao, chừng nào chị Thủy Lâm 3-4 cái được không chị Thủy Lâm? Trời ơi, từ bữa ăn cái bánh gì? Bánh tròn. Từ bữa ăn cái bánh tét của chị giờ mê luôn. Rít ở đâu không? Nguyễn Trí Anh nè. Rồi còn một cái cuối cùng mấy má ơi. Trời ơi, định nghỉ mà cuối cùng bán cũng được, kiếm được mấy tô phở, mừng quá. Trời ơi mấy chị đi từ vũ, mấy chị kêu em trao số một người bác sĩ nè. Không phải bà bác sĩ, bà là phụ bác sĩ. Như bác sĩ khác ở trong, bà làm giấy tờ ở ngoài mà bà dễ thương. Thiệt, cô dễ thương cực kỳ. Trời ơi, đi khám mấy chị có thể đi khám từ vũ mất 1-2 ngày. Đi bả đi, cha là bả trực đi khám mất hết chưa tới nửa ngày. Thì mấy bữa em đi khám còn 1-2 ngày, 2-3 ngày luôn. Còn một cái nha mấy chị nha. Rồi Nguyễn Hồng nghe cái cuối cùng cho lấy đi, chứ đợt sau đâu có nữa đâu nghe. Đợt sau làm gì có nữa. Phim của chị Minh Xu Hồng từ từ gửi nha, sáng gửi rồi. Rồi, hôm nay nghỉ sớm bữa nè. Hồi chưa, ông Phước ổng đâu lên bệnh viện, bữa nay đâu có cho ông chồng vô, mấy bữa ổng còn theo sách nước rồi em uống. Bữa nay đâu có được vô mấy chị. Hết rồi tiền. Để mai mốt về quần khác nữa đi, lấy thêm quần đá hết rồi chị Nguyễn Chi Anh. Ở trên còn cái cục nào quần nào nữa không thấy? Đâu mấy cái đó gom xuống rồi. Dạ thôi chị Thủy Lâm, khi nào chị gói cho em bán cho em 5-7 cây đi. Bán cho em đi chị, cho tìm thiệt ngon chị, đậm đà mà nếp mềm mà gia vị ok lắm chị, chứ ở ngoài chợ với tụi trên mạng bán thiếu cha gì đâu chị. Coi dùng tiêu trực tiền ghi mà phải quần đá đâu phải không vậy? Đâu phải không vậy? Tí đừng làm gì mừng hụt nha con, đừng làm gì đặt niềm tin cho con. Đúng rồi đó, hôm nay nó thông minh rồi đó. Thôi tôi sung sướng quá. Trần Tuyền nè, thêm cái của Trần Tuyền 200 nữa nè. Đó. Đây. Rồi. Tất cả những bill ngày mai đi. Tất cả những bill ngày mai đi trong bao đồ đều có tặng cho mấy chị cài áo hết nha. Tối nay em sẽ soạn ra mấy chục cài áo, em sẽ bỏ trên bàn cho anh Phước với anh Tư làm bill là sáng mai là bỏ cài áo tặng cho mấy chị mỗi bill một cái cài áo. Dạ hết quần. Mai đi chị Thủy Lâm, hổm giờ không thấy chị đâu hết trơn. Rồi còn bộ ngủ. Đúng rồi chị, nhưng mà chị Dương, phụ Dương biết sao? Quỷ này âm binh lắm, em vô em